Vị cao nhân đã chuyển hết công lực lại cho cậu, chớp mắt lại qua thêm 10 năm, cậu bé năm xưa giờ đã thần thông cái thế. Sư phụ, cần giúp không ạ? Thằng nhóc thối này, sao con không đợi ta bị đánh chết rồi hãy tới? Thì ra vừa nãy ác long xuất thế, cảm nhận được anh không có trên núi, định làm loạn nhân gian, nào ngờ đạo hạnh của sư phụ không còn như xưa. Cự long hà hơi một cái, đã đánh sư phụ không còn đường lùi, may được chí tôn thiên sư vừa nhậm chức là anh kịp thời tới cứu. Sư phụ, không phải người bảo con đi kế nhiệm chí tôn thiên sư nên mới làm lỡ thời gian sao? Với cả người vẫn còn tráng kiệt lắm, đâu dễ chết như vậy. Cái thằng nhóc thối nhà con, ôi cha, sư thúc tổ, ngài đừng dẻo mép nữa, con ác long này không dễ đối phó đâu. Không sao, Trần Sơn Hà, tôi có một kiếm, lật núi, chặt sông, đảo biển, hàng yêu, trấn ma, hôm nay tôi sẽ chảm rồng chứng đạo. Đánh xong rồi, dọn dẹp thôi. Sư phụ, người không sao chứ? Người sốc nổi quá đấy. May là con về kịp, Trần Sơn Hà đắc chí định xin lĩnh thưởng. Nào ngờ sư phụ anh chẳng khen, mà còn phạt anh quét núi một tháng. Vì không tới kịp cứu ông. Lúc anh đang quét lá đa, mấy chiếc xe phóng tới. Một người mặc vest bước từ trên xe xuống, ông chính là gia chủ của gia tộc đứng đầu thiên hạ. Lần này tới là để xin tiên môn của Trần Sơn Hà ba thuốc. Thì ra bố của ông bệnh nặng, bị bệnh nan y khó chữa. Người đẹp đi cùng không tin đạo sĩ chữa được bệnh, khuyên ông mau về tìm bác sĩ đi thôi. Nào ngờ Trần Sơn Hà nghe xong cũng bảo ông nên tin khoa học. Nhưng không, gia chủ lại một lòng tin thờ, quỳ luôn xuống trước mặt anh, nhất quyết phải cầu được linh dược mới thôi. Anh cảm động vì lòng hiếu thảo của ông, thế là quyết định giúp ông. Anh bấm tay tính toán, rồi lấy ra một viên đan dược đưa cho Khương gia chủ rồi dặn: cho lão già uống thuốc này biết đâu sẽ khỏi bệnh. Lúc Khương gia chủ còn đang bàng hoàng, anh đã ngự kiếm bay đi, chỉ để mình ông đứng lại há hốc mồm. Bây giờ Khương gia chủ mới biết mình đã gặp tiên. Bố, đạo sĩ vừa nãy đâu? Bay đi rồi ạ. Kiếm. Ồ, tôi hiểu rồi gia chủ, ông cũng thấy tên đạo sĩ đó đê tiện đúng không? Tùy tiện lấy ba cái thứ vớ vẩn ra, bảo chúng ta đem về cho Khương lão già uống. Đúng là hại người mà. Ông đưa đồ này cho tôi đem đi vứt. Im lại. Tỷ phú cầm bình ngọc xem như của báu, cười tươi hớn hở như bắt được vàng. Nhưng cô gái đứng bên cạnh lại cảm thấy bất lực. Cô không hề tin thuốc của đạo sĩ có thể chữa được bệnh. Tuy giờ Trần Sơn Hà đã tu luyện đến cảnh giới tiên nhân, nhưng anh vẫn mãi không quên mối thù diệt môn năm xưa. Thế là anh quyết định từ biệt sư phụ để xuống núi. Anh thề phải khiến kẻ thù phải trả nợ máu. Sư phụ lo anh một đi không trở lại, nhưng lại không ngăn cản, chỉ nói với anh: năm xưa ông đi vân du tứ phương, có tìm cho anh một cô vợ xinh đẹp tuyệt trần. Nay anh sắp xuống núi, thì nên đi thực hiện hôn ước này. Sư phụ, nghề tay trái của người là làm mai à? Núi đòn hà. Đây là hôn ước của thiên đạo, không được làm trái. Ngũ hồ lâm kiều kiều có nhan sắc xuất chúng. Tới đó, sư phụ đảm bảo con không hối hận. Sư phụ, như vậy xem ra người rất giống bà mùi đó. Cái thằng khốn nạn này. Đợi đã. Sau khi kết thúc trần duyên, thì hãy nhớ phải gánh vác trách nhiệm của chí tôn thiên sư, bảo vệ thiên hạ, che chở thương sinh. Sư phụ yên tâm, con biết làm thế nào rồi ạ. Con đi nhé. Đây là đạo sĩ trên núi Long Hổ mà. Sao bỗng dưng anh ta xuất hiện ở đây vậy? Đối tượng kết hôn mà sư phụ sắp xếp, chắc là ở ngay đây. Được, tôi tới ngay. Lần này chúng ta có được 10 tỷ đầu tư của nhà họ Khương, sau này nhà họ Lâm chúng ta sẽ lên như diều gặp gió, đều nhờ cả vào bạn trai của Kiều Kiều. Chứ gì nữa, Khương thiếu gia là con dòng chính nhà họ Khương, thế gia đứng đầu tỉnh Nam đó. Đợi bọn nó kết hôn thì nhà họ Lâm chúng ta có thể đi ngang ở tỉnh Nam rồi, ha ha ha. Trong buổi tiệc mừng, sao lại có một thằng đạo sĩ? Chào ông, tôi là Trần Sơn Hà, tới để thực hiện hôn ước. Hôn ước gì? Sư phụ tôi nói, gia chủ đời trước của nhà họ Lâm đã cùng sư phụ tôi định hôn ước cho tôi với Lâm Kiều Kiều nhà ông. Tên đạo sĩ thối như anh không ở yên trên núi tu hành mà còn nghĩ tới chuyện kết hôn hả? Tuy tôi là đạo sĩ, nhưng tôi đã vũ hóa độ kiếp, không nhiễm trần ai, sao thối được? Với cả tu sĩ ở phái chứng nhất bọn tôi không cấm yêu đương kết hôn. Vậy anh đi tìm người khác đi, hạng như anh không có tư cách tư tưởng tới tôi. Cô sai rồi, tôi không yêu đương gì với cô hết, chỉ có trách nhiệm thôi. Thiên đạo làm chứng, hôn ước trời tác hợp, nếu tôi không cưới cô thì nhà các người sẽ gặp đại nạn đấy. Đúng là bút tích của bố. Ông nội già hồ đồ rồi à, thế mà lại hứa gả con cho một tên đạo sĩ thối. Con không đồng ý hôn sự này đâu. Anh cả,
bố bị bệnh ra nông nỗi này rồi. Mà suốt ngày anh đi đâu ấy? Chỉ tớ tưởng tới việc tranh đoạt gia sản thôi à? Các người đang lấy bụng ta suy ra bụng người, bố tôi không giống mấy người, đều thèm tiền đến điên. Tôi tới thiên sư quan ở núi Long Hồ để xin linh dược cho bố. Bệnh của ông nội, Trương thần y đứng đầu tứ đại thần y cũng phải bó tay chịu thua. Lẽ nào ông xin được linh dược ở thiên sư trên núi Long Hồ rồi? Bọn tôi không gặp được thiên sư, thuốc này là do một đạo sĩ quét lá đa đưa cho bọn tôi. Cái gì? Đồ một thằng đạo sĩ quét sắp đưa mà anh cũng dám đem về à? Anh muốn hại chết bố hay gì? Đó là thế ngoại cao nhân, thuốc này chắc chắn là linh đan diệu dược. Bố nghĩ thuốc này có tác dụng thật sao? Tiểu đạo trưởng đó chính là thần tiên, bố tận mắt nhìn thấy cậu ấy ngự kiếm phi hành, thuốc cậu ấy đưa chắc chắn không vấn đề gì. Ôi trời, bố, mấy câu này bố nói với con thôi, nói ra trước mặt bao người sẽ khiến người ta cười cho đấy, sau này con sẽ biết thôi. Khương Long Sơn, anh muốn giết bố à? Tôi đang cứu mạng bố đấy. Là một thành viên của nhà họ Khương, tôi quyết không cho phép anh cho bố uống loại thuốc không rõ lai lịch này, ai biết anh mưu đồ gì. Chú dựa vào đâu mà nói bố tôi như vậy? Thầy thủ gia sản nhà họ Khương phải là các người mới đúng đấy nhỉ? Ây, bác cả à? Nếu bác muốn cho ông nội uống thuốc của thằng đạo sĩ quét xác thì cũng được thôi, nhưng nếu không cứu được ông nội thì bác phải chịu mọi trách nhiệm. Anh lại mưu đồ gì nữa? Nếu không cứu được ông nội thì Khương Uyển Vân, cô phải nhường lại tôi chức chủ tịch Khương thị cho tôi, còn bác cả cũng phải nhường lại chức gia chủ nhà họ Khương cho bố tôi. Đúng vậy, chỉ khi đồng ý hai điều kiện này mới cho phép anh cho bố uống thuốc, không thể nào, đừng hòng hôi của lúc cháy nhà. Được, tôi đồng ý. Bố, bọn họ chỉ muốn cướp quyền khống chế nhà họ Khương, bố đừng mắc bẫy của họ, bố tin tiểu đạo trưởng sẽ không lừa bố. Bố, thuốc này không có tác dụng, Khương Long Sơn lập tức giao chức gia chủ ra đây cho tôi, còn cả chức chủ tịch tập đoàn Khương thị nữa cũng phải truyền lại cho tôi. Bố tôi một lòng hiếu thảo, với cả tuy ông nội uống thuốc vào chưa thấy chuyển biến tốt nhưng bệnh cũng không trở nặng, các người đừng gây sự vô cớ, bớt nói nhảm đi, lập tức thực hiện lời hứa, nếu không tôi sẽ cho mấy người biết tay tôi. Không nên vậy, bố tận mắt nhìn thấy tiểu đạo trưởng ngự kiếm phi hành mà. Bố tỉnh táo lại đi, đạo trưởng kia đã bảo là bố phải tin tưởng khoa học mà, muốn nuốt lời đúng không? Bây giờ tôi không phải người dễ dây vào đâu nhé, mau giao nhà họ Khương ra đây cho tôi, không thì tôi khiến các người chết không có chỗ chôn. Khương Vân Đình, tôi thấy anh hứa đòn đúng không? Khương Long Sơn, tôi trước nay một lời hứa đáng ngàn vàng, người muốn nhà họ Khương tôi đưa cho mấy người là được rồi. Bố, có phải bố không biết cái nhất của hai bố con họ đâu? Nếu giao nhà họ Khương cho họ, chưa đến 3 ngày là đã bị họ phá sạch rồi. Bố, cuối cùng bố cũng khỏe rồi. Ơ, sát chết tỉnh dậy hả? Con đã nói mà, tiểu đạo trưởng đó là cao nhân tuyệt thế mà, thuốc cậu ấy cho tuyệt đối không thể kém được, thuốc của anh đạo sĩ kia lại có thể cải tử hoàn sinh thật. Tiểu đạo trưởng gì cơ? Thuốc gì? Ông nội, đây là thuốc hai bố con cháu đi xin trên núi Long Hổ về cho ông. Núi Long Hổ? Hử? Đây là thánh dược mà lão thiên sư Tử Vi chân nhân trên núi Long Hổ luyện chế, cứu chuyển đại hoàn đan đó. Ấy, hai đứa lên núi gặp lão thiên sư rồi hả? Bọn cháu không gặp được lão thiên sư. Thuốc này là do một đạo sĩ quét lá đa cảm động trước lòng hiếu thảo của bố cháu mới cho đấy hạ. Nếu không phải là do lão thiên sư ra tay thì chắc chắn bệnh của ông nội là do Trương thần y do tôi mời đến chữa khỏi rồi. Ha ha ha, đúng, Trương thần y đó, đứng đầu tứ đại thần y đó. Bố tôi đi xin thuốc, vượt mấy nghìn cây số, vừa quỳ vừa dập đầu với người ta, thế mà mấy người dám cướp công, đúng là vô sỉ đến cùng cực. Thư khốn nạn, mày dám nghi ngờ năng lực phán đoán của một đại tông sư của võ à? Hả, cháu không có ạ. Vừa nãy tao đã khôi phục ý thức rồi, còn muốn cướp nhà họ Khương, hai đứa mày cút đi, bớt giận. Nhìn cái mẹ gì mà nhìn nữa tôi đập chết cô. Thế mà lão già kia không chết. Thôi vậy, giờ mình đang bực lắm, tìm Lâm Kiều Kiều giải tỏa mới được. Bệnh của ông khỏe rồi hả? Thư ký Ngô, cô sắp xếp chúng ta lên lại núi Long Hổ để cảm ơn tiểu đạo trưởng kia, không cần lên núi nữa. Vừa nãy tôi đã nhìn thấy đạo sĩ đó ở khách sạn Kinh Hải, hình như anh ấy tới tham gia tiệc mừng của nhà họ Lâm. Cái gì? Khách sạn Kinh Hải à? Đi, chúng ta cùng đi. Tiểu Trần, đã thời đại nào rồi, dựa vào một tờ hôn ước mà đòi tôi gả con gái cho cậu hả? Không hợp thời lắm đâu, không lẽ nhà ông muốn nuốt lời? Sao nào, hôn ước với tên đạo sĩ thối nhà anh, lẽ nào đại tiểu thư nhà họ Lâm như tôi không được hủy hả? Hôn nhân đại sự thì phải môn đăng hộ đối. Kiều Kiều nhà tôi ưu tú như vậy, một tên đạo sĩ như cậu không có tư cách tơ tưởng đâu. Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú với cô tôi ta. Tôi chỉ để thực hiện hôn ước, tôi tốt bụng, không muốn nhà mấy người gặp nạn. Hỗ dược, cậu dám chủ nhà họ Lâm tôi à? Tôi cho cậu biết, Kiều Kiều chỉ có thể gả cho Khương thiếu gia, chỉ làm thiếu phu nhân cho nhà họ Khương thôi. Khương thiếu gia gì? Gọi Lâm Văn Đông ra cho tôi. Cái con cóc ghẻ này, giữ gọi ông nội tôi à? Thịt thiên nga, không phải anh cứ mặt dày là ăn được đâu. Hôm nay là ngày vui, nhà họ Lâm tôi có được hợp đồng 10 tỷ của nhà họ Khương. Ai cãi vã om sòm ở đây? Bố, cậu ta chính là đồ đệ của lão đạo sĩ năm xưa, cậu chính là đồ đệ của lão đạo sĩ bẩn bựa năm xưa đó à? Lâm Văn Đông, ông gọi ân nhân cứu mạng của ông như vậy đó à? Ấy, tôi đâu có cầu xin ông ta cứu tôi, ông ta muốn nhờ tôi tích đức hành thiện, lấy công đức. Tôi còn chưa đòi tiền công ông ta đấy. Nói vậy xem ra, hành vi của con cháu ông là do ông dung túng. Đúng vậy, chuyện của Kiều Kiều với Khương thiếu gia là do tôi tác hợp. Thằng nhóc, cậu về núi mà tu đạo đi, cậu không lấy được cháu tôi đâu, phải để cho Khương thiếu gia
để theo đuổi con gái tôi mà Khương thiếu gia đã lấy được hợp đồng 10 tỷ của tập đoàn Khương Thị cho nhà họ Lâm tôi. Cậu luôn miệng nói có hôn ước với con gái tôi, cậu đem được tới lợi ích gì? Tôi đem tới lợi ích gì cho nhà họ Lâm à? Năm đó sư phụ tôi cứu Lâm Văn Đông, lúc đó còn nghiện cờ bạc xong, ông ta còn lấy nhân duyên của Lâm Kiều Kiều ra làm vật cược, xin sư phụ tôi giúp ông ta sửa đổi số mệnh. Sư phụ thấy ông ta đáng thương, động lòng chắc ẩn vì ông ta cầu xin nên mới đồng ý dùng 5 năm tuổi thọ làm cái giá, dùng đại thần thông thi triển pháp thuật cho nhà họ Lâm, tập hợp khí vận trời đất giúp ông ta sửa đổi số phận, mới khiến nhà họ Lâm phát triển thành một trong 10 gia tộc lớn nhất kinh hải. Đây chính là lợi ích tôi đã mang lại cho nhà họ Lâm, đủ lớn chưa? Nhà họ Lâm có được ngày hôm nay là vì Lâm Văn Đông tôi cố gắng bươn chải, chứ không phải dựa vào một đạo sĩ lèm lũ bấm ngón tay niệm chú cho đâu. Sư phụ tôi giảm thọ 5 năm để sửa đổi số mệnh cho nhà họ Lâm ông, các người bội tín bội nghĩa. Các người đã chuẩn bị tâm lý chịu đựng sự trừng phạt của thiên đạo chưa? Gì mà thiên đạo trừng phạt? Năm đó sư phụ tôi ký hôn ước này đã thắp hương chiếu cáo với khắp trời đất. Thế nên nhà họ Lâm mấy người mới huy hoàng như bây giờ, nếu các người làm trái lời thề thì sẽ xúc phạm thiên đạo. Nhà họ Lâm chắc chắn sẽ bị trời phạt, tan cửa nát nhà. Ha ha ha. Ôi chao, còn chiếu cáo trời đất cơ. Theo tôi được biết, trên đời này, người sở hữu năng lực thông thiên đó chỉ có lão thiên sư của núi Long Hồ thôi. Ôi chao, sư phụ cậu dừng à, có phải cậu định nói sư phụ cậu chính là lão thiên sư của núi Long Hồ không? Đúng vậy, đạo hiệu của sư phụ tôi là Tử Vi chân nhân, chính là lão thiên sư của núi Long Hồ. Núi Long Hồ là tổ đình của đạo giáo, là sự tồn tại trên cả thế gia cổ võ nhà họ Triệu. Loại đạo sĩ quèn nghèo mặt như anh cũng dám tự dát vàng lên mặt một đám chuột nhắt có mắt không tròng. Bỏ đi, Lâm Văn Đông, tôi hỏi ông lần cuối, ông có chắc không sợ trời phạt, muốn bội tình bạc nghĩa hủy hôn không? Lâm Văn Đông, tôi không phải loại yếu bóng vía đâu, hôn ước hôm nay nhà họ Lâm tôi chắc chắn sẽ hủy, tôi xem thử trời phạt kiểu gì. Ôi cha, không ảo đến vậy chứ, sấm nổ giữa trời quang. Ôi cha, dạo gần đây mưa nhiều, sấm đánh thôi mà, có gì ảo đâu. Mau, mau, mau dìu bố dậy, đây là điềm báo trời phạt sắp bắt đầu. Thằng đạo sĩ thối, mày dám chủ nhà họ Lâm tao. Người đâu, kéo nó ra cho tao, đánh chết luôn cho tôi. Cái gì? Bố, xảy ra chuyện gì rồi hả? Ba chiếc thuyền hàng của công ty chúng ta chìm dưới biển rồi. Bị ảnh hưởng bởi chuyện này, giá trị thị trường của chúng ta giảm hết 2/3, nhà họ Lâm sắp đối mặt với phá sản rồi. Sao lại vậy chứ? Nhà họ Lâm bội tín bạc nghĩa đã bị thiên đạo vứt bỏ, phá sản chỉ là bắt đầu, tiếp theo sẽ là vong mệnh. Anh bớt nói nhăng nói cuội đi, nhà họ Lâm tôi. Bố, ông nội, bố, chuyện gì thế này? Chuyện gì vậy? Chứ không cử động được hả? Không còn cảm giác gì nữa, mau đi lấy xe lăn đến đây. Phá sản, học máu, tan cửa nát nhà, lẽ nào nhà họ Lâm đang bị trời phạt? Mọi người đừng sợ, ít nhất bây giờ chúng ta vẫn còn hợp đồng 10 tỷ của nhà họ Khương. Chỉ cần còn nó thì dù nhà họ Lâm xảy ra chuyện gì cũng vẫn thăng tiến thêm vài bậc, vẫn ôm hy vọng à. Cho cô biết, hợp đồng 10 tỷ của tập đoàn Khương thì không còn đâu. Tôi nói đấy, không ai giữ được hết. Mẹ nó, thằng nào vênh váo ở đây vậy? Anh Đình, anh Đình, tên đạo sĩ thối này, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Tina, vọng tưởng đòi cưới em, bị em từ chối xong thì lại ăn nói lung tung, chu ẻo nhà em. Anh phải làm chủ cho em đó. Yên tâm, để anh chút cục tức này cho em. Thằng Danh, mày ghê gớm quá nhỉ, dám giành phụ nữ với tao. Mày biết tao là ai không? Tao không cần biết mày là ai, ngoài ra đừng có vênh mặt nhìn tao. Vừa nãy mày vênh váo bảo tập đoàn Khương Thị hủy hợp đồng 10 tỷ nhà họ Khương tặng cho nhà họ Lâm à? Vừa hay tao phụ trách hợp đồng này của tập đoàn Khương Thị, mày hủy thử tao xem. Hủy đi, nhìn bộ dạng nghèo rách của anh chắc là anh còn không có điện thoại ấy chứ. Có cần cho anh mượn điện thoại để anh diễn kịch giả vờ gọi điện thoại? Đâu cần phiền vậy, hắn chết rồi thì hợp đồng 10 tỷ tập đoàn Khương Thị cho nhà họ Lâm sẽ bị hủy thôi. Cái gì? Nghe ý của mày là mày còn muốn giết tao à? Mày có năng lực đó không? Không phải không được, mà không cần thiết. Mày ở với Lâm Kiều Kiều chính là tự chuốc lấy cái chết. Bây giờ ấn đường của mày tối đen, chưa đầy 7 ngày chắc chắn sẽ chết. Mẹ nó, cái thằng thầy bói này còn dám chủ ẻo tao à? Hôm nay tao đập chết mày, quỳ xuống. Mày không muốn đợi 7 ngày cuối cùng luôn à? Anh Đình, lên cho tao, đập chết thằng thầy bói đó cho tao, xem nó còn dám cứng ngủ không. Á, hả? Mày, đừng dễ chết nữa. Tao chính là ý trời, mày không chọc thủng trời được đâu. Được, mày mà là trời thì hôm nay tao sẽ dỡ trời. Alo, bác Phúc, cháu bị một thằng thầy bói đánh ở khách sạn Kinh Hải này. Bác mau dẫn người tới đi, hai vị tông sư mà Khương thiếu gia gọi tới, hôm nay mày chết chắc rồi. Bác Phúc, Thiết đại sư, chính là thằng thầy bói này đánh cháu, còn can thiệp vào hợp đồng 10 tỷ của nhà họ Khương và nhà họ Lâm, bác mau phế nó cho cháu đi. Thiên hạ này, ngươi có thể phế được tao? Vẫn chưa ra đời đâu, cậu cũng là một võ giả, người lớn trong nhà cậu chưa dạy cậu à? Tông sư là một địch 1000,
không được phép sỉ nhục tông sư. Ai nói với ông tôi là võ giả? Còn không được phép sỉ nhục tông sư nữa, dù là võ giả tiên thiên cảnh đỉnh cao của võ đạo, cũng không địch nổi một ngón tay của tôi. Ha ha, thế tôi phải xem thử, xương của cậu có cứng bằng mùng cậu không? Có chút bản lĩnh này, mà còn muốn đứng ra bảo vệ nhà họ Lâm. Hai đại tông sư, còn chưa đụng được góc áo của Trần Sơn Hà, rốt cuộc nó có thực lực gì vậy? Điều hết tất cả tông sư của nhà họ Khương tới khách sạn Kinh Hải cho tôi. Mau đi, 13 vị tông sư nhà mình mời về tới đây. Tên Trần Sơn Hà này ghê lắm. Không giết nó, nhà họ Lâm mình sẽ không có ngày nào yên ổn. Vâng, mau đi 13 vị tông sư. Mau. Thằng đạo sĩ thối, mày đánh giỏi lắm à? Mày muốn hủy hợp đồng 10 tỷ của tao với nhà họ Lâm à? Băm vằm nó ra cho tôi. Lên đi, dừng tay hết cho tôi. Không phải ông Khương bị bệnh rồi sao? Sao lại đích thân đến đây? Chẳng lẽ đến để chứng kiến hai nhà Khương Lâm cùng hợp tác sao? Đều tại tên nghiệt xúc Trần Sơn Hà đã phá hoại buổi tiệc mừng công này. Kiều Kiều, mau nắm bắt cơ hội này, đi lên đỡ ông Vạn đi. Đừng hòng thể hiện nữa, tôi gọi bao nhiêu tông sư đến như vậy chắc chắn đã khiến lão gia chú ý đến. Ông ấy đến để xem rốt cuộc là ai to gan mà dám làm trái nhà họ Khương ở Kinh Hải. Tao ghét nhất mấy loại đánh từ nhỏ đến già như tụi mày lên hết một lượt luôn đi, tao đang bận. Thằng đạo sĩ thối kia, ông nội tao mà ra tay, mày chết chắc. Tao đợi. Khương Văn Đình, anh dám bất kính với đạo trưởng như thế, hỗ sợ quá rồi đó. Cô nhìn gương mặt trắng ở của tên đạo sĩ thối này, động lòng rồi à? Anh, tôi nói cho cô biết, nó đã đánh tôi thì nó chính là kẻ địch của nhà họ Khương. Vẫn dám buông lời hung cuồng à? Đúng là đáng chết. Cô, ông nội, cháu đang bảo vệ tôn nghiêm nhà họ Khương đó. Nó đánh cháu kìa, ông phải làm chủ cho cháu đấy. Tuyển Vân, sao cháu có để đánh nó như thế được? Ông nội, tại Khương Văn Đình vô lý quá, mạo phạm đạo trưởng mà ấy. Ông nội, đánh loại khốn này thì phải đánh liền vài cái. Lần sau cháu sẽ làm theo lời ông ạ. Cô biết phân biệt đúng sai đấy. Ông Khương, ông hiểu lầm anh Đình rồi. Là tên đạo sĩ thối này đã đánh anh Đình trước, nên anh Đình mới tức giận. Loại tiện nhân vô liêm sỉ này cũng dám bất kính với ân nhân cứu mạng nhà họ Khương ư? Ân nhân cứu mạng của nhà họ Khương ư? Khương Vạn Hảo ở Kinh Hải cảm tạ ơn cứu mạng của đạo trưởng. Đứng dậy đi, do thấy được tấm lòng hiếu thảo của con trai ông nên mới cho ông ta bình thuốc. Đan dược mà anh cho đã cứu mạng ông nội tôi, nhà họ Khương nợ anh ân tình to bằng trời. Việc nhỏ mà thôi, tôi biết đan dược đó là do lão thiên sư luyện ra, nhưng anh có thể cho nhà họ Khương là chúng tôi đã mang ơn rồi. Đan dược đó cũng do tôi tiện tay luyện ra thôi. Anh ấy luyện ư? Bỏ đi, lần này không phải trần anh ấy nữa. Dù có như thế nào, đạo trưởng đã cứu ông nội tôi, trước giờ nhà họ Khương ân oán phân minh, chuyện hôm nay nhà họ Khương sẽ cho anh một câu trả lời hài lòng. Ông nội, tên khốn Khương Vân Đình này mạo phạm ân nhân, tội không thể tha, xin ông hãy trừng phạt nghiêm. Long Sơn có đánh gãy một cánh tay của Khương Vân Đình. Vâng, đóng băng toàn bộ tiền của nó. Ông nội, cháu là cháu trai ông mà, ông không thể làm thế với cháu. Trên đường đến đây, tôi đã nghe nói về hành vi của nhà họ Lâm rồi. Loại gia tộc bà thất tín như mấy người, không xứng trở thành đối tác của nhà họ Khương. Tôi tuyên bố hợp đồng 10 tỷ bị hủy bỏ. Cô Khương, nhà họ Lâm chúng tôi đã mắc bênh sẵn rồi. Nếu không có hợp đồng 10 tỷ, nhà chúng tôi sẽ phá sản mất. Cho dù có phá sản thì cũng là sự trừng phạt khi mấy người thất tín. Cô Khương, có phải có hiểu lầm gì đó rồi không? Cậu ta chỉ là một đạo sĩ, cậu ta là một tên lừa đảo, sao có thể là ân nhân cứu mạng của ông được? Sao cậu ta có năng lực cứu ông được? Tiểu đạo trưởng có ơn lớn với nhà họ Khương, không đến lượt ông nói này nói nọ đâu. Ngoài ra, chỉ cần Khương Uyển Vân này còn ở nhà họ Khương ngày nào thì Lâm Kiều Kiều nhà ông đừng hòng bước vào cửa lớn nhà họ Khương. Bố, đạo trưởng, anh có hài lòng với cách tôi xử lý không? Cứ thế đi, tôi chả thèm so đo với một đám người sắp chết. Đạo trưởng, cậu mới xuống núi vẫn chưa tìm thấy nơi ở, hay là đến Hàn Xá làm khách đi, để cho tôi một cơ hội báo đáp ơn cứu mạng. Nhà họ Khương là hào môn hàng đầu tỉnh Nam, tin tức nhanh nhẹn, tiện thể tìm hiểu tình huống nhà họ Triệu cũng tốt. Được, mấy người chỉ còn 7 ngày cuối để sống, mau chuẩn bị hậu sự đi. Mời đạo trưởng. Nhà họ Lâm chúng ta toi rồi. Toi rồi, anh Đình, anh Đình. Anh Đình, bây giờ làm sao đây hả anh Đình? Mẹ nó, cô khóc tang đấy hả? Ông đây vẫn chưa chết đâu, trời không sập nổi đâu. Dìu tôi đi bằng ngó, sau đó đi gặp một người. Mời vào. Ngồi đi. Mọi chuyện làm đến đâu rồi? Có,
có chút sự cố, vẫn chưa thành công. Á, Khương Vân Đình, anh có biết tại sao tôi lại đích thân đến gặp anh không? Vì nhà họ Triệu muốn vào Đức Kinh Hải, muốn hào môn hàng đầu Kinh Hải là nhà họ Khương làm bàn đạp. Ông nội tôi lại là một người cứng nhắc, ông ấy không chịu làm chó cho nhà họ Triệu, nên là cậu muốn bảo tôi hạ độc hại chết ông nội tôi, khống chế nhà họ Khương, để nhà họ Khương trở thành con chó trung thành nhà họ Triệu. Thế anh có biết con chó vô dụng thì sẽ bị giết không? Nhị thiếu gia, vô dĩ hôm nay ông nội tôi đã sắp chết rồi. Ai biết vào lúc quan trọng lại có một tên đạo sĩ thối ở núi Long Hồ xuất hiện, nó dùng cửu chuyển đại hoàn đan cứu sống ông nội tôi. Nhị thiếu gia, cửu chuyển đại hoàn đan ư? Bọn họ còn đi kiếm lão thiên sư xin thuốc à? Đó không phải lão thiên sư, đó chỉ là một tên đạo sĩ quét rác ở núi Long Hồ thôi. Tên là Trần Sơn Hà. Trần Sơn Hà ư? Cái tên này có hơi quen, hình như nghe thấy ở đâu rồi. Nó không những phá hỏng chuyện tốt của tôi, mà còn buông lời bất kính với nhà họ Triệu nữa. Nói là nếu thấy nhị thiếu gia thì sẽ đánh cậu thành thái giám. Ấy, kìa nhị thiếu gia, Trần Sơn Hà nói thế mà, đâu phải tôi nói đâu. Nó nói thì tôi không thể đánh anh à? Một tên đạo sĩ quét rác mà cũng dám khiêu khích nhà họ Triệu, xem ra đã đến lúc để người đời biết được thực lực nhà họ Triệu rồi. Tôi muốn tên Trần Sơn Hà này phải chết. Nhị thiếu gia ra tay, thiên hạ sẽ ở trong tay cậu. Nghe nói Khương Uyển Vân là người đẹp hàng đầu Kinh Hải, sau này đưa đến đây cho tôi làm nha hoàn ủ ấm giường. Vâng, nhị thiếu gia. Tiểu đạo trưởng, tôi không nhỏ à? Vậy tôi nên gọi anh như thế nào đây? Ở tục thế cứ gọi tên tôi Trần Sơn Hà là được. Trần tiên sinh, núi Long Hồ của mấy anh đúng là họa hổ tàng long nhỉ? Chắc hẳn anh cũng là một cao nhân y đạo nhỉ? Hay là lại phiền anh khám bệnh giúp ông tôi với, xem ông ấy có bị di chứng gì không? Ông Khương đã dùng cửu chuyển đại hoàn đan mà tôi luyện, sẽ không mắc bệnh gì nữa, ít nhất cũng sống được 50 năm nữa. Con người ta ấy mà, quả nhiên vẫn còn lòng hư vinh, nói mà đến bản thân cũng tin luôn. Ông nội, hôm nay Tiểu Ngô kiếm cháu ký hợp đồng, cháu ra ngoài trước nhé, hai người nói chuyện đi ạ. Uyển Vân, mau xong việc đi, rồi về đây uống trà với Trần tiên sinh. Trần tiên sinh đúng là có ánh mắt tinh tường, sau khi tôi uống cửu chuyển đại hoàn đan, không những sức khỏe tốt lên, mà còn đột phá được cảnh giới đại tông sư. Cuối cùng nhà họ Khương cũng có đại tông sư che chở rồi, thế chẳng phải là nhà họ Khương ta cuối cùng cũng được liệt vào thế gia cổ võ hàng đầu rồi sao? Tốt quá. Trần tiên sinh như đã có ơn cải tạo lại nhà họ Khương, sau này nếu có việc gì, dù là nguy hiểm, nhà họ Khương cũng không khước từ. Ông Khương, ông cũng có lương tâm phết đấy. Ha 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 ha. Nếu con người ta mà không có lương tâm thì có khác gì cầm thú. Ha ha. Mọi người đang nói gì mà vui thế? Trần tiên sinh, cậu bị tiện nhân nhà họ Lâm kia hủy hôn. Vừa hay, cháu gái tôi trông cũng xinh đẹp, tôi sẽ gả nó cho cậu làm vợ. Gả cho cậu làm vợ. Lão gia, mới khen ông có lương tâm xong mà ông đã muốn làm ông nội tôi rồi à? Ha ha ha. Ông nội, sao ông còn ghét đôi vớ vẩn thế? Cháu không gả. Vớ vẩn, một nhân tài như Trần tiên sinh mà cháu còn không gả thì gả cho ai? Cháu biết Trần tiên sinh là ân nhân của nhà ta, nhưng bây giờ là thời đại nào rồi, báo ơn cũng không cần phải lấy thân báo đáp đâu. Mệnh cách của cô ta rõ ràng là không hợp với khí vận nhà họ Triệu, thế mà lại cứ dây dưa không rõ, chẳng lẽ vận mệnh cuối cùng là bị nhà họ Triệu ép kết hợp à? Thú vị đấy. Thế nhưng mà lại có mệnh vợ chồng hòa thuận với cả mình. Tôi đã tính toán, mệnh cách của tôi và Khương Uyển Vân rất hợp nhau, kết hôn thì cũng được. Ai ra, thế thì tốt quá rồi, chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay hai đứa đi đăng ký kết hôn đi. Bố, sao bố cũng thay đổi thế? Ha 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 ha. Đừng lo, tôi vượng thê lắm đấy, kết hôn với tôi cô sẽ bình an cả đời. Đây là chuyện vượng thê hay không vượng thê à? Hôm nay chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu, đâu hề thân quen. Có ai vừa sinh ra đã quen đâu, tiếp xúc dần dần thôi. Nếu Trần tiên sinh đã hài lòng với cháu rồi thì cháu còn gì để nói nữa, mau đi đăng ký kết hôn với Trần tiên sinh đi. Ông đã chốt cậu cháu rể này rồi. Bố yên tâm đi, con sẽ đưa hai đứa đi đăng ký kết hôn, thuận tiện đưa Trần tiên sinh, à không, Sơn Hà, đưa Sơn Hà đi mua quần áo mới, mặc đồ đạo sĩ, chụp ảnh kết hôn không đẹp. Bố, ha ha ha. Bố, sao rồi, đăng ký chưa thế? Vốn dĩ là cục dân chính đã tan làm rồi, nhưng con đã tìm người kêu bọn họ tăng ca. Bây giờ Sơn Hà đã là gì của nhà họ Khương chúng ta rồi. Được, được, tốt lắm, tốt lắm. Ha 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 ha. Sơn Hà, cầm lấy. À, lão gia, ông đã chuẩn bị nhà tân hôn rồi, nhưng để trang trí thì phải mất cả tháng. Khoảng thời gian này cháu cứ ở lại đây, mau lên tầng vào động phòng đi. Ông nội, cháu và anh ta mới biết nhau hôm nay mà, chính vì hôm nay vừa mới quen biết thì mới nên đẩy mạnh tiếp xúc. Ông đang mong chờ bế chất đây. Đúng rồi, hai đứa phải cố gắng vào đấy, mau mau. Cô làm gì thế? Tôi ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất, trên giường ngủ thì không sinh được em bé đâu.
anh muốn tôi sinh con cho anh ư? Anh từ bỏ cả ý đồ này đi, đây là ý của ông cô với bố cô ấy, đừng có lấy họ ra dọa tôi. Tuy anh đã thay bộ đồ khác cũng đẹp trai phết, nhưng Khương Uyển Vân này không phải loại mê trai đẹp đâu, tôi không nông cạn đến thế. Ồ, thế thì cô có chiều sâu lắm nhỉ. Tình cảm mà tôi hướng đến chắc chắn phải là một tình yêu oanh liệt, chứ không phải nghe theo lời bố mẹ. Với cả loại ẻo lả như anh không phải hình mẫu của tôi, vậy hình mẫu của cô là gì? Trong tương lai của tôi, dù không phải một cái thế võ huân như chiến thần thiên sách, thì cũng phải là người đứng đầu giới thương nghiệp có danh xưng là nữ tài thần như tỷ phú Hà Niệm Á. Anh hiểu chưa? Hai người mà cô nói tôi đều rất thân thiết, đều là đồ đệ của tôi. Anh chém gió đến mức nghiện luôn rồi hả? Chiến thần thiên sách và tỷ phú Hà đều là nhân tài hiếm có, anh là gì mà đòi làm sư phụ của người ta? Tôi đường đường là chí tôn thiên sư, thu nhận hai nhân tài làm đồ đệ hợp lý chứ nhỉ? Nếu tôi không nhìn thấy anh quét dọn ở núi Long Hộ, nói không chừng tôi đã tin anh rồi. Ai nói chí tôn thiên sư thì không thể quét dọn? Ban nãy lúc anh nói thử chuyển đại hoàn đan là do anh luyện ra, tôi đã nên vạch trần anh rồi. Thế giới của kẻ mạnh cô vẫn chưa hiểu đâu, sau này rồi từ từ cô sẽ biết. Anh mau nằm xuống đất ngủ đi, trong mơ của anh cái gì cũng có ấy. Anh đi đâu đấy? Đại trưởng phu sinh ra ở giữa trời đất này sao có thể nằm dưới người ta? Câu nói đó để dùng ở trường hợp này à? Với thân phận của tôi mà cô bảo tôi ngủ dưới đất là đang sỉ nhục tôi. Tôi ra phòng khách. Thích đi đâu thì đi, chẳng liên quan gì đến tôi hết. Đây ngươi muốn ngủ dưới đất phòng tôi mà còn chưa được đấy. Mình chỉ lo ông nội và bố nhìn thấy anh ta ngủ ở phòng khách sẽ khó giải thích thôi, chứ không hề lo anh ta ngủ ngoài đó sẽ bị cảm lạnh. Chỉ thế thôi. Anh ta ngọ nguậy như kia là đang làm gì thế? Không phải là đang nhảy làng lá đó chứ? Ông nội đã lấy cho mình một ông chồng thần tiên kiểu gì không biết. Tối qua anh làm gì mà trong bí ẩn thế? Không phải là đang tu tiên đó chứ? Trên đời này làm gì có thần tiên gì phải tin vào khoa học. Một người tu đạo mà còn nghiên cứu khoa học à? Sao thế, muốn thi thạc sĩ à? Cái gọi là địa lý thiên văn, âm dương bát quái vốn không xung đột gì với tu đạo và khoa học cả, đều là tìm tòi sự kỳ diệu của trời đất và khám phá giới hạn của loài người. Bà xã ấy, dừng lại, đừng có gọi tôi như thế, không thể chịu nổi, nổi hết da gà da vịt lên rồi. Anh cứ gọi tôi là Uyển Vân đi, cô phải quen với xưng hô này, dù gì hai ta cũng kết hôn rồi. Uyển Vân, nhà họ Triệu ở phương Bắc. Cô biết rõ bao nhiêu, anh nghe ngóng nhà họ Triệu làm gì? Không phải anh thấy quét dọn ở núi Long Hồ quá nhàm chán nên muốn nhảy việc qua nhà họ Triệu đó chứ? Nhảy việc ư? Tôi muốn tiêu diệt nhà họ Triệu, anh đang đùa đấy hả? Mau nói cho tôi biết, anh đang đùa hả? Sơn Hà, Sơn Hà, con nhớ lấy, sau này nếu nhìn thấy người cầm đại hạ long tước của nhà họ Trần ta thì không được để bại lộ thân phận của con càng không thể kiếm nhà họ chịu trả thù. Ngọc bội này con đừng làm mất, phải sống tiếp thật tốt. Mẹ, Triệu Vô Cực, nhà họ Triệu phương Bắc, thủ diệt môn, không đội trời chung. Cuối cùng thì vẫn đến chậm một bước, không thể cứu được nhà họ Trần. Thiên Tôn Vô Lượng, đứa bé này có duyên sư đồ với con. Cứ coi như tôi đang đùa đi, nói về chuyện nhà họ Triệu ở phương Bắc đi. Tốt nhất là anh đang đùa thật. Nhà họ Triệu ở phương Bắc là thế gia cổ võ hàng đầu đại hạ, không chỉ quyền thế lớn mạnh mà còn có đầy cao thủ, nghe nói chỉ riêng số lượng đại tông sư dùng một bàn tay cũng đếm không hết. Lão tổ nhà họ Triệu còn là đại tông sư siêu việt, đã bước vào đỉnh cao bão đan cảnh rồi, lại có thần khí như đại hạ long tước ở bên mình. Ông ta mang đại hạ long tước theo bên mình ư? Tôi cũng không biết, về chi tiết cụ thể tôi không rõ lắm,
hai nhà Khương Triệu chưa từng hợp tác, tôi cũng không có cơ hội tiếp xúc với cường giả hàng đầu như thế. Nhà họ Khương chưa hợp tác được với nhà họ Triệu, thì tại sao hôm qua lúc mình tính mệnh cho Khương Uyển Vân, thì mệnh cách của cô ta lại dây dưa không rõ với nhà họ Triệu? Alo, cái gì? Nào có lý đó, giờ tôi sẽ qua ngay. Tôi phải ra ngoài một chuyến, bữa sáng anh đặt trên mạng đi. Xảy ra chuyện gì à? Cần tôi giúp không? Chuyện làm ăn, anh giúp được gì chứ? Tôi đi đây. Xem ra cô ta đã gặp phải phiền phức không nhỏ. Ai gây chuyện ở tập đoàn Khương Thị? Hội trưởng Long, sao anh lại ở đây? Công tiền của người ta thì làm việc thay người ta, làm việc thay cho ai? Việc này thì không cần cô lo. Khương Uyển Vân, nếu cô đã đến thì ký phần hợp đồng này cho tôi đi. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ư? Khương Vân Đình, anh muốn tôi chuyển nhượng vô điều kiện toàn bộ cổ phần Khương Thị trong tay tôi cho anh ư? Cô Khương, nếu hôm nay cô không ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này, tôi sẽ chơi chết cô. Hội trưởng Long, bây giờ ông tôi đã khỏi bệnh rồi, nhà họ Khương chúng tôi cũng không hiền lành đâu. Chà, hội trưởng Long, cô ta đang uy hiếp anh kìa. Tôi thật sự không coi lão già Khương Vạn Hào kia ra gì đấy. Tới đi, đánh gãy tay của thư ký này cho tôi đi. Đừng mà, tha cho tôi đi. Anh buông Tiểu Ngô ra, đừng vội mà. Đánh gãy tay cô ta trước, rồi mới đến lượt cô. Trong mắt anh không có vương pháp sao? Vương pháp ư, ở cái đất tỉnh Nam này. Lời của Long Thủ Thành tôi chính là vương pháp, Thiên Long Hội chính là bố của cái tỉnh Nam này. Đập cho tôi. Để tôi xem trời của tỉnh Nam mấy cân mấy lạng. Trần Sơn Hà, anh còn dám xuất hiện à? Hội trưởng Long, anh ta chính là người đã đánh Khương thiếu gia đấy. Nó chính là tên đạo sĩ mà Nhị thiếu gia vẫn luôn truy sát. Anh mau giết nó đi. Lại còn tự đến nộp mạng nữa cơ à? Danh con, cậu đến tìm đường chết à? Hay là tôi cho người tiễn cậu về Tây Thiên nhé? Trần Sơn Hà, anh mau đi đi. Long Thủ Thành là hội trưởng Thiên Long Hội, anh không đắc tội nổi đâu. Đừng lo, có tôi đây, trời không sập nổi đâu. Vợ của Trần Sơn Hà này không phải ai cũng bắt nạt được đâu. Hội trưởng Long, anh thấy rồi chứ? Tên danh này không coi anh ra gì cả. Cho cậu một lựa chọn nhanh gọn, cậu lại không cần, thế thì đừng trách tôi. Người đâu, giết chết cậu ta đi. Anh đánh nhau giỏi như thế ư? Là do bọn họ yếu quá, tôi thật sự không hiểu nổi. Dựa vào tí thực lực còn con này mà họ cũng dám xưng bá ở tỉnh Nam Á. Danh con, có tí bản lĩnh đấy, dám vênh váo trước mặt tôi à? Được, vậy hôm nay tôi sẽ đích thân xử lý cậu. Thực lực của Long Thủ Thành còn mạnh hơn cả ông nội tôi, nghe nói là sắp đến bão đan cảnh rồi, anh không phải đối thủ đâu. Mau đi đi. Muốn đi ư? Muộn rồi, ông đây mà đích thân ra tay, cậu chỉ có một con đường chết thôi. Người đâu, mang thanh long đao của tôi đến đây. Trần Sơn Hà là chồng của tôi, hôm nay anh mà dám động vào anh ấy, tôi sẽ không tha cho Thiên Long Hội đâu. Thế thì tôi sẽ giết chết tên ẻo là này trước. Tôi muốn xem cô không tha cho tôi như thế nào. Ồ, chỉ sợ cây đao này của anh không đủ sắc thôi. Trần Sơn Hà, thanh long đao của hội trưởng Long được tạo từ sắc thiên thạch ngoài không gian đấy, chém phát là đứt, không chừa thứ gì, chỉ trong giây lát là có thể cắt bay đầu mày ra. Hội trưởng Long, anh ta đang xem thường anh đó. Trần Sơn Hà, anh đừng đùa nữa, mau chạy đi đi, đợi cao thủ nhà họ Khương đến, anh còn có hy vọng được sống, yên tâm đi. Nào, nào, nào. Chém vào đây này, xem có thể chém đứt không. Trần Sơn Hà, anh điên rồi à? Hội trưởng Long, nếu tôi mà là anh, tôi sẽ không thể nhịn nổi đâu, anh ta vinh váo quá rồi. Tôi lớn thế này rồi, cũng chưa thấy ai vinh váo như thế. Thư khốn khiếp, chán sống à? Đừng mà. Sao thế này, đao súng không thể làm gì anh ta à? Không thể nào. Thanh long đao là vũ khí thần sắc bén mà. Tên danh này ảo thật đấy, chẳng lẽ là Hoành Luyện Kim Trung cháo à? Anh không sao chứ, có chuyện gì thế, sao lại không có vết thương nào vậy? Tôi từng luyện, nghe Kim Trung cháo bao giờ chưa, nói như nói cuội. Dưới bão đan cảnh thì không có ai là một đao của tôi không xử được, nếu có thì cũng chỉ cần ba nhát đao thôi. Tôi khuyên anh bây giờ hãy ngoan ngoãn rời đi thì vẫn còn cơ hội sống sót. Long Thủ Thành này chưa bao giờ biết sợ hãi là gì. Tôi thừa nhận cậu có tí bản lĩnh, nhưng hôm nay cậu buộc phải chết. Long Thủ Thành, anh tưởng nhà họ Khương hiền lành lắm à? Khương Uyển Vân, cô không đại diện cho nhà họ Khương được đâu. Người mà hội trưởng Long muốn giết không ai cản nổi. Trần Sơn Hà, không phải anh nói nhà họ Lâm chỉ còn 7 ngày thôi sao? Tôi thấy anh nên nghĩ xem bản thân anh trải qua tuần rỗ đầu như thế nào đi. Thế đừng có lối anh không đi. Được lắm, thế thì tôi sẽ thành toàn cho anh. Này, đứng xa ra tí, thế thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là không thể sỉ nhục. Đại tông sư,
mình không cử động nổi nữa rồi ư? Trần Sơn Hà, mày dám đánh hội trưởng Long à? Sao thế này? Bị vả như thế mà anh ta vẫn không có phản ứng. Bây giờ thấy sợ hãi rồi chứ? Cái cảm giác sợ hãi không biết trước đó. Ngồi xuống. Hội trưởng Long, anh làm gì thế? Anh ta sỉ nhục anh như thế, mau giết anh ta đi chứ, con tiện nhân này. Ông đây mà cử động được thì sẽ giết cô ngay. Long Thủ Thành bị làm sao thế? Chứng tỏ anh ta muốn nói chuyện đàng hoàng với chúng ta đấy. Long Thủ Thành, đang là thời hòa bình, đừng có hơi tí là đòi đánh đòi giết. Phải tuân thủ pháp luật, hiểu chưa? Hiểu rồi. Với cả, phải văn minh, lịch sự. Đừng có nói mấy lời dơ bẩn đó, còn không mau xin lỗi vợ tôi đi. Xin lỗi cô. Anh có còn muốn vợ tôi phải ký hợp đồng chuyển nhượng đó nữa không? Trần Sơn Hà, mày làm cái gì đấy? Tốt nhất mày nên biết điều vào. Nếu không tao, mày, qua đây. Mày bảo tao qua thì tao phải qua à? Tao phải có thể diện chứ. Một kẻ sắp chết như mày, không làm đợi chết đi. Chạy nhảy lung tung làm gì? Tao cảnh cáo mày, mau thả tao ra. Giờ tao làm việc cho Triệu Nhị Thiếu gia đấy. Cậu ấy là con dòng chính của nhà họ Triệu đấy. Mày dám động vào tôi, chỉ cần một lời của Nhị Thiếu gia, mày sẽ chết không có chỗ chôn thân. Anh đã thông đồng với người nhà họ Triệu rồi ư? Triệu Nhị Thiếu gia đang xem trọng anh Đình Nhất đấy. Tôi vốn tưởng anh sẽ dần hiểu chuyện hơn, không ngờ anh lại ngày càng ngu ngốc. Chẳng lẽ anh không nghĩ nhà họ Triệu chỉ đang lợi dụng anh để chiếm nốt nhà họ Khương sao? Đừng có nhắc nhà họ Khương với tôi, rồi sẽ có ngày tôi khiến cô phải quỳ dưới chân tôi, tận mắt chứng kiến tôi lấy hết mọi thứ thuộc về cô. Mày làm việc cho nhà họ Triệu, càng nên bị đánh chết. Đừng đánh nữa. Bảo sao mệnh cách của cô lại dây dưa không rõ với nhà họ Triệu? Mệnh cách gì? Không sao, đã thay đổi rồi. Trần Sơn Hà, mày xong đời rồi. Nhà họ Triệu sẽ không tha cho mày đâu. Không tha cho tao ư? Tao còn chưa tha cho nhà họ Triệu đâu. Về hỏi nhà họ Triệu xem, bên đó còn nhớ Trần Sơn Hà này không? Bảo bên đó rửa sạch cổ vào, đợi tao đến giết. Cút. Trần Sơn Hà, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, nhà họ Triệu rất lớn mạnh, tại sao anh còn dám khiêu khích bọn họ như thế? Tên danh này ngu cuồng thật. Một đại thụ như nhà họ Triệu mà cũng dám dây vào. Trần Sơn Hà, mày cứ đợi Triệu Nhị Thiếu gia và nhà họ Triệu đến chút giận đi. Cút. Anh Đình, chúng ta đi thôi, chúng ta đi kiếm Nhị Thiếu gia xử lý bọn họ. Hội trưởng Long, điều mà tôi mới hỏi ban nãy, anh còn chưa trả lời tôi đâu. Không, không cần nữa. Ban nãy đều là hiểu lầm thôi, là hiểu lầm thôi. Cô Khương, tôi xin lỗi. Xin cô hãy tha cho tôi. Nếu cô thấy anh ta chưa đủ thành ý, tôi vẫn có thể nói chuyện với anh ta tiếp. À, không, không cần đâu, nếu đã là hiểu lầm thì bỏ qua đi. Tiên sinh, tôi có thể đi được chưa? Được, nếu đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện rồi thì cũng không cần phải giải quyết người tạo ra vấn đề nữa. Đi. Trần tiên sinh, cảm ơn vì cậu đã không giết tôi. Đây là danh thiếp của tôi, sau này nếu có gì muốn dặn dò ở tỉnh Nam thì cứ việc gọi tôi. Đi thôi. Ban nãy là như nào thế? Chẳng lẽ anh đã dùng thủ đoạn thần tiên gì à? Đừng ngốc nữa, trên đời làm gì có thần tiên, phải tin vào khoa học. Thế một nhát đao ban nãy, tôi đường đường là đạo sĩ của núi Long Hổ, biết trước kim trung cháo, rất hợp lý mà. Kim trung cháo không phải của Thiếu Lâm sao? Không quan trọng. Thế Long Thủ Thành thì sao? Đấy là cường giả bán bộ, bão đang cảnh đấy, thế mà anh có thể ra lệnh cho anh ta à? Chứng tỏ Long Thủ Thành là một người rất có tố chất. Nói đạo lý với anh ta có thể khiêm tốn chấp nhận. Bá chủ thế giới ngầm ở tỉnh Nam, có tố chất, nói đạo lý mà có thể khiêm tốn lắng nghe, chuyện này càng vô khoa học hơn. Trước kia cô từng có qua lại với Long Thủ Thành à? Đâu, tập đoàn Khương thì chúng tôi làm ăn đàng hoàng đấy. Thế thì đúng rồi, không thể trong mặt mà bắt hình dong. Không chừng ở một nơi nào đó Long Thủ Thành này còn dìu một bà già qua đường đấy, đơn giản thế thôi sao? Mà thôi, tóm lại hôm nay rất cảm ơn anh đã tới giúp đỡ, nhưng mà hôm nay anh khiêu khích nhà họ Triệu như thế là nông nổi quá đấy. Anh có biết chúng ta không thể dây vào nhà họ Triệu hay không? Tôi tự có chừng mực. Có chừng mực là được. Tên khốn Khương Vân Đình đó lại thông đồng với Triệu Nhị Thiếu gia, tôi phải mau chóng nói chuyện này cho ông nội biết. Ngoài ra tôi còn phải bảo ông nghĩ cách đi qua nhà họ Triệu nói đỡ cho anh nữa. Cô quan tâm tôi đến thế à? Chẳng lẽ cô đã phải lòng tôi rồi à? Tôi không thèm yêu anh đâu. Cũng đúng, tôi cũng không phải chiến thần thiên sách hay là người đứng đầu giới thương nghiệp như Hà Niệm An, tôi chỉ là sư phụ của bọn họ thôi. Không bình thường được 3 phút mà đã hiện nguyên hình rồi. Hội trưởng, giờ chúng ta đi à? Hồi nãy tên nhãi kia vinh với anh thế, sao anh không băm vằm cậu ta ra đi? Im ngay, cậu ngu thật. Tiểu Trần tiên sinh mạnh một cách kỳ lạ, áp lực từ cậu ta còn hơn cả cao thủ bão đan cảnh. Có khi cậu ta đã đạt tới tiên thiên cảnh đạp trời mà đi trong truyền thuyết rồi. Chúng ta có thể trêu vào người như thế chắc. Cậu ta mạnh thế à? Nhưng nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ bên nhà họ Triệu, nếu bên nhà họ Triệu bất mãn thì bảo họ đi mà tìm Trần tiên sinh. 12 giờ rồi, sao anh chưa ngủ thế? Không quen nằm ở sofa à? Anh đang nghiên cứu khoa học, em cứ kệ anh, em ngủ trước đi.
yên tâm, có anh đây rồi, trời không sập được, không phải ai cũng bắt nạt được vợ của Trần Sơn Hà này đâu. Mình hết chịu nổi rồi. Trần Sơn Hà, sao thế, anh vào đây. Anh, về phòng ngủ đi, hừ. Em dẹp vụ đó đi, anh không trải chân nằm đất đâu. Em không bảo anh trải chân nằm đất, anh ngủ trên giường với em. Em nghĩ thông rồi hả? Đúng thế, em nghĩ xong rồi. Biết ngay là không thoát được ải này mà. Em tới đi, anh có cơ thể thuần dương, hơi cho em đấy. Anh cởi đồ làm gì vậy? Để đi ngủ chứ sao? Nhưng anh cũng đâu cần cởi hết như thế. Tức là em thích mặc áo à? Để anh cởi quần vậy, đồ lưu manh. Em bảo anh ngủ cùng em, chứ không bảo anh làm gì em nhé. Tối nay anh nằm ngoài, em nằm trong. Thấy vạch này không? Nếu anh dám lấn vạch, em sẽ cho anh biết tay đấy. Anh cứ tưởng em nghĩ thông rồi. Sao bảo không lấn vạch cơ mà? Á? Đồ lưu manh, sao anh lại lấn vạch hả? Em lấn sang chỗ anh mà. Em lấn thì sao chứ, em có làm gì anh đâu. Nếu em không tốt bụng trên nửa giường cho anh thì cả cái giường này đã là của em rồi. Em thích ôm gì thì ôm chứ. Gì? Hứ? Đẹp không? Đẹp lắm. Anh còn nhìn à? Em đi tắm đây. Cô ấy bảo mình là đi tắm, để gợi ý cho. Mình đi cùng, hay bảo mình chờ cô ấy nhỉ? Còn mắng mình là lưu manh nữa chứ, rõ là. Sau này mình không tin gợi ý gì đó nữa đâu, nếu không có tín hiệu rõ ràng thì còn lâu mình mới chủ động. Anh đang làm gì thế? Chơi đồ hàng à? Anh đang dọn đồ, chuẩn bị tìm một miếng ngọc. Đây là củ cải gì thế? Đặc sản của núi Long Hồ các anh à? Đó là đặc sản núi Côn Lôn, sông Vạn Năm. Một sợi dâu của nó có thể cho em 60 năm công lực, rồi anh sẽ dạy em công pháp tu luyện, em có thể dùng thử xem sao. Thôi đi, nếu dễ tăng công lực thế thì tông sư, đại tông sư của cổ võ thế gia đã không mạnh tới vậy rồi, tin hay không tùy em. Đây là gì thế? Đó là tín vật tối cao của Kỳ Lân Điện mà đại đồ đệ Tiêu Thiên Sách đưa cho anh, nó có thể điều động tất cả sức mạnh của Kỳ Lân Điện đấy. Em nói này, anh nên sửa cái tật nổ tung trời của anh đi, nếu không kiểu gì cũng bị vạ miệng. Kỳ Lân Điện là cơ quan chính thức cao nhất của đại hạ, chiến thần Tiêu cũng là người mạnh nhất đại hạ, không phải người để anh mang ra chém gió đâu. Ban đầu anh nghĩ chúng ta kết hôn rồi nên định tìm miếng ngọc chạm trổ thành trang sức để nó bảo vệ em, không ngờ em lại mất niềm tin với anh như thế. Anh hết hứng rồi. Anh biết cả chạm trổ ngọc hả? Anh chạm trổ trận pháp. Thôi bỏ đi, cùng lắm anh chỉ cho em ngọc bài, còn đâu tùy biểu hiện của em. Alo ông ạ. Vâng, cháu biết rồi, giờ cháu qua luôn. Ông gọi chúng ta qua đó một chuyến. Ôi chà, lát nữa dọn mấy thứ linh tinh của anh sau. Anh ra ngoài đi, để em thay đồ. Bố, ông nội, hai người gọi điện bảo con tới làm gì thế? Sơn Hà, Uyển Vân, qua đây, ngồi đi. Hôm qua, sau khi có người báo tin thằng nhãi Khương Vân Đình ăn cây táo, giao cây sung cho bọn bố mẹ con, đã đuổi hai bố con Khương Vân Đình khỏi nhà rồi. Ông nội quyết đoán thật, nếu vẫn để bố con họ ở nhà họ Khương, sớm muộn gì họ cũng gây ra rắc rối lớn hơn. Quyết đoán gì chứ, ông gặp chuyện nan giải nên mới gọi hai đứa tới đây để bàn bạc. Ngày mai nhà họ Triệu sẽ tổ chức hội nghị đầu tư để chọn ra đối tác ở Kinh Hải, còn gửi thiệp mời cho nhà họ Khương ta. Ồ, cũng thú vị thật đấy. Chuyện hôm qua đã rõ lắm rồi, nhà họ Triệu muốn thâu tóm nhà họ Khương, có lẽ hội nghị đầu tư này là cái bẫy nhắm vào nhà họ Khương ta đấy. Uyển Vân, ý cháu là chúng ta không đi à? Đúng thế, chúng ta không đi. Đúng là nhà họ Triệu rất quyền lực, nhưng từ đầu nhà họ Khương cũng không định hợp tác với họ, vì thế không chơi được thì chúng ta né thôi. Không, chúng ta phải tới hội nghị đầu tư này. Anh có biết đó là cái bẫy không? Biết chứ, nhưng em nghĩ không đến là xong à? Sơn Hà nói đúng đấy, nhà họ Triệu đã gửi thiệp mời tới rồi, họ không hề cho chúng ta cơ hội từ chối. Không muốn cũng phải đi. Mai ông sẽ đích thân đi. Ông ơi, ông cứ nghỉ ở nhà đi ạ. Mai cháu sẽ đi gặp nhà họ Triệu thay ông.
Trần Sơn Hà, chờ em với. Bố nghe nói, Triệu lão gia, Triệu Vô Cực đang bế quan để tìm cơ hội đột phá. Đúng thế, một khi ông ta đột phá bão đang cảnh, bước vào thiên cảnh trước, thì sẽ có được thần thông hội tụ khí vận long mạch. Khi đó, chắc chắn ông ta sẽ trở thành quốc sư đại hạ. Cộng thêm việc nhà họ Triệu đang có rất nhiều đại tông sư, nên sẽ không có gia tộc nào bằng được nhà họ Triệu nữa. Bố cảm thấy Sơn Hà rất ghét nhà họ Triệu. Bố, Sơn Hà ghét nhà họ Triệu vì nhà họ Khương chúng ta thôi. Con hiểu lầm rồi, bố không có ý đó. Bố chỉ nghĩ tình cảnh của chúng ta và thằng bé bây giờ đang rất nguy hiểm. Thật ra con không nghĩ thế. Con đã tận mắt chứng kiến thần thông vô tận của Sơn Hà. Con tin nếu có thằng bé rồi, kể cả nhà họ Triệu cũng không phải đối thủ của thằng bé. Ừ, ngày mai chúng ta cũng đi, không thể để Sơn Hà đối mặt một mình được. Vâng. Trần Sơn Hà, Trần Sơn Hà, anh chờ đã. Hôm qua anh vừa nói xấu nhà họ Triệu, nếu mai anh tới hội nghị đầu tư thì không khác gì dâng đầu tận cửa. Anh đừng manh động, phải bàn bạc chuyện này kỹ hơn. Nhà họ Triệu mạnh như em nói thật đấy hả? Nếu họ đã để bụng lời anh nói, cho dù anh trốn trong nhà, họ vẫn có thể tới giết anh bất cứ lúc nào thôi. Ngoài ra, em không thể tin anh một chút à? Anh xử lý được chuyện nhỏ đó. Nếu em lo thật thì mai đi cùng anh đi. Lát nữa vào xong, anh đừng kích động đấy nhé, cứ làm theo những gì em ra hiệu. Anh nhìn đi đâu vậy? Em đang nói chuyện với anh. Anh đang xem phong thủy. Quả nhiên, không hổ là khách sạn cao cấp nhất. Phong thủy rất ổn, thích hợp để chôn người. Đừng bảo, anh định đến đây để giết người thật nhé. Em yên tâm, anh là công dân gương mẫu mà, anh chỉ giết súc sinh thôi, thế thì tốt. Chúng ta tìm góc nào đó, rồi giấu mình đi. Ừ. Trần Sơn Hà, đây là hội nghị đầu tư của nhà họ Triệu. Thầy bói như mày lấy tư cách gì để vào đây thế? Tao vào bằng thiệp mời, đây là thiệp mời của nhà họ Khương. Mày chỉ là thằng ở rể vô dụng của nhà họ Khương. Bói đâu ra tư cách để vào vậy? Mau cút ra ngoài cho tao. Khương Uyển Vân tôi vào hội trường bằng thiệp mời theo đúng quy định. Anh dựa vào đâu để đuổi anh ấy? Hơn nữa anh đã bị đuổi khỏi nhà họ Khương rồi, sao vẫn mặt dày vào hội trường bằng danh nghĩa của nhà họ Khương hả? Khương Uyển Vân, cô rất đắc ý vì đã đuổi được tôi khỏi nhà họ Khương chứ gì? Tôi cho cô biết, rồi sẽ tới lúc cô phải khóc thôi. Còn về việc tôi vào đây thế nào? Cho họ biết thân phận của tôi đi. Giờ anh Đình là tổng giám đốc tập đoàn Vân Đình, công ty con mới thuộc tập đoàn Triệu Thị. Anh ấy cũng phụ trách chuẩn bị hội nghị đầu tư của nhà họ Triệu lần này. Trần Sơn Hà, anh nghĩ anh Đình có tư cách đuổi cổ tên ở rể vô dụng như anh ra ngoài không? Này, mày muốn ở đây để mở mang tầm mắt cũng được. Thế này nhé, quỳ xuống, ăn hết chỗ hoa quả này đi, tao sẽ cho mày ở lại. Xem ra mặt hết xương xong, mày cũng mất trí nhớ nhỉ. Trần Sơn Hà, hôm qua người nhà họ Triệu không đến, mày đánh tao. Hôm nay người nhà họ Triệu tới rồi, mày vẫn dám làm thế. Tưởng người nhà họ Triệu đến cho vui đấy hả? Hội phó vương, có người gây rối ở đây, anh mau dẫn người tới đi. Chúng ta được ngồi tới đây, anh đừng rảnh quá xong gây sự nữa. Trần Sơn Hà, hôm nay tao sẽ cho mày chết không có chỗ chôn. Lùi một bước, trời cao biển rộng. Chúng ta không nhất thiết phải đối đầu với anh ta. Trên đời này vẫn chưa có ai có thể khiến anh lùi bước. Yên tâm, có anh đây rồi, chứ không sập được đâu. Anh Xếp Hương, có chuyện gì thế? Hội phó vương, chính thằng này, chính nó đã gây rối ở đây, còn đánh hội phó vương. Anh mau giết hắn đi, anh là người nhà họ Triệu à? Đúng thế, tôi là đối tác đáng tin của nhà họ Triệu, cũng là hội phó Thiên Long hội. Khách sạn này thuộc phạm vi bảo kê của Thiên Long hội tôi. Tên nhãi kia, cậu có biết nếu gây sự ở đây thì chẳng khác gì chán sống không thế? Hội phó vương, anh bình tĩnh đã. Lần trước hội trưởng Long của các anh còn đưa danh thiếp cho chồng tôi cơ mà. Một thằng ở rể quen có tư cách gì để nhận danh thiếp từ hội trưởng của chúng tôi hả? Qua đây, đánh gãy tay chân hắn, rồi ném ra ngoài. Vâng. Tôi đến tìm nhà họ Triệu để tính sổ, để tính Long thủ thành thức thời. Tôi cho anh cơ hội biến. Hóa ra là cao thủ của võ. Bảo sao ngạo mạn như vậy. Được thôi, hôm nay tôi sẽ đích thân xử cậu, để cậu biết không được sỉ nhục Thiên Long hội nghĩa là thế nào. Dừng tay. Sao, các người định đối đầu với Thiên Long hội vì thằng ở rể này à? Hội phó vương, Sơn Hà là con rể nhà họ Khương chúng tôi, chứ không phải thằng ở rể gì đâu. Ông đây không quan tâm, hôm nay hắn đắc tội với Thiên Long hội, tôi phải cho hắn một bài học. Người đâu? Vương Khải Niên, nhà họ Khương không phải đối tượng dễ chơi đâu nhé, anh vừa phải thôi. Ừ, vậy hôm nay tôi cứ quá đáng cho cô xem đấy, kiểu gì tôi cũng phải xử tên này. Chú cũng không cứu nổi hắn đâu. Nếu Long Thủ Thành nói câu này, chắc tôi sẽ dè chừng. Nhưng cậu chỉ là hội phó thôi, không có tư cách ngông cuồng thế. Lão già này, lão già Khương Vạn Hào kia, ông dám ăn nói hỗn hào với hội phó vương à? Nói cho ông hay, coi chừng hôm nay tôi xử cả ông đấy, đồ bất hiếu kia. Tôi là ông cậu đấy. Ông là ông tôi hả? Sao ông còn đánh tôi? Tôi cho ông biết, giờ tôi là Triệu Nhị thiếu gia rồi.
ông mà đụng vào một cọng tóc của tôi cho ông mất xác đấy. Đồ súc sinh bất hiếu này, mau đánh chết họ cho tôi. Nhà họ Khương giỏi lắm, dám giúp Trần Sơn Hà chống đối Thiên Long Hội. Chết cùng hắn luôn đi. Long Thủ Thành cũng không dám hô hào chém giết với tôi, loại như anh mà cũng dám ngông cuồng trước mặt tôi hả? Ai đang ầm ĩ ở đây thế? Vương Hải Niên, cậu nằm dưới đất làm gì vậy? Hội trưởng, hội trưởng, hội trưởng, ui ra, hội trưởng, anh xem, tôi bị người ta đánh kìa. Có người định chống đối Thiên Long Hội. Dám động tới hội phó Thiên Long Hội, tức là không coi Long Thủ Thành này ra gì. Ai làm thế hả? Hôm nay, tôi phải nghiền xương hắn ra cho. Là hắn, hội trưởng, là hắn đã đánh tôi. Cậu. Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh, hội trưởng, anh đang làm gì vậy? Mau mau, mau đứng lên. Cút đi. Đứng lên nói chuyện đi. Mặt đất lạnh. Cảm ơn Trần Tiên Sinh. Vừa nãy anh muốn nói định làm gì tôi vậy? Tôi nghe không rõ. Trần Tiên Sinh, hiểu lầm. Hiểu lầm lớn. Đừng nói cậu muốn chống lại Thiên Long Hội, dù bảo tôi giải tán Thiên Long Hội, tôi cũng không có ý kiến gì. Long Thủ Thành. Sao Long Thủ Thành lại sợ Sơn Hà như vậy? Lần trước cũng như vậy. Trần Sơn Hà nói gì thì Long Thủ Thành cũng làm như thế, hơn nữa còn cho Trần Sơn Hà một tiếp giải thiếp, nói muốn cảm ơn anh đã không giết thuộc hạ của anh hô hào để giết. Đây không phải là hiểu lầm. Có chuyện này sao? Giao cho tôi. Người đâu? Kéo tên không có mắt, Vương Khải Niên, ra ngoài cho tôi, đánh gãy hai chân hắn. Hội trưởng tha mạng, tôi từng lập công cho Thiên Long Hội mà. Ông nội, liệu có phải là trong tay Trần Sơn Hà có nắm giữ điểm yếu gì của Long Thủ Thành không? Không đâu, các thủ bán bộ bão đang cảnh như Long Thủ Thành sẽ không để xảy ra điều nguy hiểm như để người ta nắm điểm yếu đâu. Ha ha ha, mọi người nghĩ phức tạp rồi. Sơn Hà chính là nhân vật giống như thần tiên, Long Thủ Thành dù có mạnh nhưng cũng tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Sao có thể? Trần Sơn Hà mới chừng này tuổi, chẳng lẽ thực lực còn giỏi hơn Long Thủ Thành? Trần Tiên Sinh, đồ khốn khiếp Hương Văn Đình, có phải cũng bất kính với cậu không? Tôi sẽ đánh gãy chân hắn một thể luôn. Long Thủ Thành, tôi nói cho anh, bây giờ tôi là người của nhà họ Triệu, anh dám động vào tôi, nhà họ Triệu sẽ không tha cho anh đâu. Nếu cậu là nhị thiếu gia nhà họ Triệu thì tôi có thể còn kiên kỵ một chút. Chỉ tiếc là cậu chẳng qua chỉ là một con chó bên cạnh cậu ấy thôi. Cậu nghĩ cậu ấy có cần vì một con chó mà trở mặt với tôi không? Anh đối xử với tôi như vậy, đợi Triệu nhị thiếu gia đến, anh ấy sẽ không tha cho anh đâu. Tổng giám đốc tập đoàn Triệu Thị, Triệu Vĩ Nghiệp, đến. Sếp Triệu, người của Thiên Long Hội liên hợp với nhà họ Khương muốn làm phản nhà họ Triệu. Long Thủ Thành còn đánh tôi, đây rõ ràng là không coi nhà họ Triệu ra gì. Sếp Triệu, anh phải làm chủ thay tôi. Sếp Triệu, những lời anh Đình nói đều là thật. Trần Sơn Hà bọn họ rõ ràng là không coi nhà họ Triệu và anh ra gì mà một chút việc nhỏ cũng không làm được. Cút sang một bên để tôi xử lý. Chào mừng các vị đến với hội nghị đầu tư của tập đoàn Triệu Thị. Hôm nay tập đoàn Triệu Thị sẽ chọn ra từ một trong những người ngồi đây làm đối tác hợp tác với nhà họ Triệu chúng tôi, toàn quyền phụ trách các nghiệp vụ của nhà họ Triệu ở Kinh Hải. Sếp Triệu, xin hãy chọn tập đoàn Kim Uy, tôi đồng ý dùng 1 tỷ ủng hộ nhà họ Triệu, Hồng Thắng tôi ra 2 tỷ. Sếp Triệu, xin cho chúng tôi một cơ hội hợp tác. Dù sao chúng ta cũng không có ý định hợp tác với tập đoàn Triệu Thị, chi bằng rời khỏi nơi thị phi này trước đi. Đến cũng đến rồi, không thể người nhà họ Triệu lấy chút lời lãi thì thiệt thòi quá. Nhưng mà tôi có thể cảm nhận được thành ý của mọi người, nhưng sau khi suy nghĩ nhiều phương diện, cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ chọn tập đoàn Khương Thị làm đối tác hợp tác của chúng tôi. Khương gia chủ, hợp đồng ở đây. Nhà họ Khương các người là người may mắn nhất tối nay. Ký tên đi, Sếp Triệu, nhà họ Khương chúng tôi tạm thời không có nguyện vọng hợp tác với bên ngoài. Anh nhường cơ hội này cho người khác đi. Cô thấy tôi đang thương lượng cùng nhà cô à? Hợp đồng chuẩn bị xong rồi hả? Đưa cho tôi xem đi. Vậy thì anh xem cho kỹ đi. Công ty con dưới trướng tập đoàn Triệu Thị Quốc tế Vân Đình dùng giá cả 1 tệ toàn quyền thu mua 100% cổ phần của tập đoàn Khương Thị. Điều kiện nhà họ Triệu các người đưa ra chả khác nào không tốn tiền mà lấy hết cổ phần của tập đoàn Khương Thị. Cái này chả khác gì nhau cả. Sao lại không khác nhau? Không tốn một đồng nào để lấy tất cả tài sản của nhà họ Khương thì là cướp rõ rành rành. Nhà họ Triệu tôi tuy quyền thế vô song nhưng cũng phải tuân theo pháp luật. 10 năm qua đi rồi, nhà họ Triệu các người chỉ học được cách vừa ăn cướp vừa la làng. Khương Uyển Vân, cô tưởng đuổi tôi khỏi tập đoàn Khương Thị, tập đoàn Khương Thị sẽ là vật trong túi của cô à? Tôi nói cho cô biết, nó mãi mãi là của tôi thôi. Nhà họ Triệu các người muốn ép người ta đến chết sao? Yên tâm, không chết được đâu. Tài sản cố định của nhà họ Khương chúng tôi sẽ để lại 1%, đủ cho các người sống tiếp rồi. Nói vậy tôi còn phải cảm ơn anh à? Tôi nói cho anh biết, tôi tuyệt đối sẽ không ký loại hợp đồng bất bình đẳng này đâu. Trên hợp đồng có con dấu của nhà họ Triệu, đại diện cho ý chí của nhà họ Triệu phương Bắc, dám chống lại nhà họ Triệu, cô cứ thử xem. Nhìn kỹ đây. Đừng mà, anh dám.
ý chí của nhà họ Triệu các người, trong mắt tôi chả là cái thá gì hết. Xúc phạm nhà họ Triệu, anh muốn chết à? Triệu Vĩ Nghiệp chẳng qua chỉ là chi thứ của nhà họ Triệu, bây giờ mới 30 tuổi, đã đạt đến cảnh giới đại tông sư, đây chính là sức mạnh của nhà họ Triệu phương Bắc sao? Ông nội, ông mau cứu Trần Sơn Hà đi. Coi như anh ác, dám cắt đứt hết gân mạch của tôi. Chi thứ của nhà họ Triệu, một tông sư đỉnh cao nhỏ bé, còn chẳng bằng con kiến, không xứng chết trong tay tôi. Bây giờ chi chính nhà họ Triệu không ra, lại để chi thứ đến à? Chi chính nhà họ Triệu, cút ra đây. Con rể nhà họ Khương điên rồi, vả mặt nhà họ Triệu, làm chi thứ nhà họ Triệu bị cút thôi đi, còn dám kêu gọi chi chính nhà họ Triệu ra, sao hắn dám chứ? Nhìn hắn cũng có bản lĩnh, có lẽ là còn trẻ tuổi đắc ý, chưa từng bị xã hội dạy dỗ rồi. Dù là trẻ tuổi đắc ý thế nào cũng không thể không có não. Kẻ khổng lồ của võ như nhà họ Triệu mà cũng có thể khiêu khích sao? Hắn sẽ chết không đất chôn thân thôi. Triệu Vĩ Nghiệp dù chỉ là chi thứ của nhà họ Triệu, nhưng cũng đại diện cho mặt mũi nhà họ Triệu. Sao anh dám đánh phế anh ta? Anh dám kêu gọi cả chi chính nhà họ Triệu? Anh có biết nhà họ Triệu mà tức giận chúng ta đều sẽ chết không có đất chôn thân không? Kẻ chết không có đất chôn thân chỉ có nhà họ Triệu thôi. Tin anh đi, đã đến lúc này rồi mà anh còn khoe khoang. Dù anh có thể đánh thắng tông sư, nhưng tông sư nhà họ Triệu nhiều như chó. Anh có biết như thế nghĩa là gì không? Chúng ta đi thôi, gọi cả ông nội và bố em. Chúng ta cùng nhau ra nước ngoài. Cùng lắm chúng ta làm lại từ đầu. Đã đắc tội nhà họ Triệu mà còn muốn đi, đâu có dễ như vậy. Đừng sợ, trời sập xuống anh cũng sẽ chống đỡ được. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu sự nghiêm trọng của sự việc sao? Lần này Sơn Hà kích động quá rồi. Chuyện này thực ra Sơn Hà không hề sai. Nhà họ Triệu đã kề dao lên cổ nhà họ Khương ta rồi, đến lúc này mà còn không phản kháng, chẳng lẽ chúng ta mặc cho bọn họ chém giết sao? Phản kháng nhà họ Triệu chính là chơi trò đá xe. Sơn Hà đã nói rồi, nó không sợ nhà họ Triệu, nó tuổi trẻ hùng hồn. Con cũng không hiểu chuyện à? Nhà họ Triệu mạnh thế nào? Không phải con không biết. Bố có chút lòng tin với Sơn Hà được không? Sơn Hà chính là nhân vật thần tiên, hơn nữa chúng ta cũng không phải là chơi trọi không ai giúp đỡ. Hội trưởng Long, tôi cảm thấy chúng ta cần nói chuyện cẩn thận. Khương gia chủ, ông muốn nói cái gì? Hội trưởng Long, tác phong ngang ngược của nhà họ Triệu, chắc hẳn cậu biết rõ hơn tôi. Nhà họ Triệu đầu tư vào tỉnh Nam, muốn nuốt chửng nhà họ Khương. Cậu tưởng kết cục của Thiên Long hội sẽ tốt đẹp được sao? Ông muốn tôi ra mặt đối phó với nhà họ Triệu giúp ông à? Chúng ta làm vậy là giúp đỡ nhau, đôi bên cùng có lợi. Hội trưởng Long, chỉ có chúng ta hợp tác mới có thể có một cơ hội sống. Được, Thiên Long hội tôi từ giờ sẽ kết liên minh với nhà họ Khương. Sau này, chúng ta cùng nhau tiến lui. Trong tình huống này, mà Long Thủ Thành lại chọn cùng chúng ta chống lại nhà họ Triệu, xem ra Long Thủ Thành cũng thông minh thật, đã đưa ra lựa chọn chính xác đó. Các người thật sự tưởng rằng nhiều thêm một Thiên Long hội sẽ có thể chống lại nhà họ Triệu sao? Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Triệu Nhị thiếu gia, đợi anh ấy đến các người đều phải chết. Chúng ta đi thôi, đừng gây ra xung đột chính diện với họ. Anh muốn đợi chi chính nhà họ Triệu xuất hiện. Anh lý trí một chút được không? Là ai gây chuyện ở hội nghị đầu tư của nhà họ Triệu? Tiêu rồi, không đi nổi rồi. Nhị thiếu gia, Thiên Long hội và nhà họ muốn làm phản nhà họ Triệu, đặc biệt là Trần Sơn Hà, có xem hắn đã đánh phế sức Triệu. Đúng đó nhị thiếu gia, hắn vốn không hề coi anh ra gì. Tên ăn hại Triệu Vĩ Nghiệp này, đến một thằng ở gì của nhà họ Khương mà cũng không xử lý nổi, đúng là mất mặt nhà họ Triệu. Dẫn đi. Khương Long Sơn, nhà họ Triệu tôi bảo ông đàn chó, là vinh hạnh của nhà họ Khương các ông dám không biết điều à? Vinh hạnh này chúng tôi không gánh vác nổi. Bây giờ tôi cho các ông hai con đường, hoặc là quy thuận nhà họ Triệu vô điều kiện, trở thành kẻ lệ thuộc nhà họ Triệu, hoặc là nhà họ Khương từ nay xóa tên khỏi thế gian. Nhà họ Khương chỉ mong muốn duy trì hiện trạng. Ông dám không nể mặt tôi? Chúng tôi làm việc chính là như vậy. Giờ anh chủ động nhảy ra đây rồi à? Bây giờ lập tức quỳ xuống cho tôi. Tôi có thể suy nghĩ đến việc cho anh một cái chết thoải mái. Tôi bảo cậu đến chịu chết, không phải bảo cậu đến giữ võ dương oai. Anh đừng có khơi dậy mâu thuẫn, không chọc vào nổi thì chúng ta đi thôi. Từ khi nhà họ Triệu đầu tư vào Kinh Hải, thì nhà họ Khương đã không còn đường lui rồi. Mâu thuẫn đã không thể hòa hoãn từ lâu rồi. Anh nói cũng đúng thật. Cô chính là Khương Uyển Vân đúng không? Không hổ là người phụ nữ đẹp nhất Kinh Hải, danh bất hư truyền. Triệu Nhị thiếu gia, nhà họ Khương chúng tôi chỉ muốn yên tâm phát triển ở Kinh Hải. Xin anh giơ cao đánh khẽ. Không vấn đề, chỉ cần tối nay cô hầu hạ bổn thiếu gia thoải mái, tất cả đều dễ dàng. Tôi đã lấy chồng rồi, xin anh ăn nói tôn trọng một chút không sao? Bây giờ tôi sẽ giúp cô giết hắn. Cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi có thể cho nhà họ Khương các cô một cơ hội làm chó. Đồ chó má, còn dám đụng vào vợ tao. Tốt quá rồi, Trần Sơn Hạ, không biết trời cao đất dày, đến nhị thiếu gia cũng dám đánh. Lần này anh ta chết chắc rồi. Vừa nãy tôi còn lo nhị thiếu gia sẽ bị con khốn Khương Uyển Vân mê hoặc. Bây giờ thì tốt rồi, nhà họ Triệu mà nổi giận thì xác trôi ngàn dặm. Sau này toàn bộ Kinh Hải chính là của tôi rồi. Anh Đình, anh giỏi quá. Em đang trách anh quá kích động à? Không, em cũng muốn đánh hắn. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau đối mặt với bão táp mưa xa đi. Bão táp mưa xa cái gì chứ? Em cứ đứng bên cạnh nhìn cho kỹ, anh xử nhà họ Triệu thế nào đi. Nhị thiếu gia, cậu
Tao lớn đến chừng này chưa bao giờ có người dám đánh bổn thiếu gia, mày là người đầu tiên đấy, còn chi chính nhà họ Triệu nào đến nữa không? Nếu không có thì mày chết trước một bước đi, còn dám ngang ngược. Hôm nay bổn thiếu gia sẽ khiến mày chết không có đất chôn thân. Nhị thiếu gia, nếu tha được cho người ta thì tha, xin cậu giơ cao đánh khẽ. Khương Vạn Hảo, người bổn thiếu gia muốn giết ông cũng dám bảo vệ, ông nghĩ sao nhà họ Triệu tôi không sắc à? Giao nhà họ Triệu sắc, nhưng Sơn Hà là con rể nhà họ Khương tôi, nhà họ Khương không thể bảo vệ được. Vậy nhà họ Khương không cần phải tồn tại nữa. Nhị thiếu gia, đây là tỉnh Nam, mong nhị thiếu gia nể mặt Long Thủ Thành tôi. Bỏ qua chuyện này đi, Long Thủ Thành anh ở tỉnh Nam cũng coi như là một nhân vật lớn, nhưng trong mắt nhà họ Triệu tôi, anh chỉ là một con chó thôi. Nếu anh đã muốn bảo vệ Trần Sơn Hà như vậy thì anh cùng bỏ họ chết một thể đi. Được, vậy Thiên Long hội tôi hôm nay sẽ cùng Trần tiên sinh tiến lùi cùng nhau, dù là chết tôi cũng sẽ khiến nhà họ Triệu phải dính đầy máu tươi. Chẳng qua chỉ là một tông sư nhỏ thôi, cũng đáng kêu gào muốn bảo vệ người bổn thiếu gia giết. Bây giờ đâu? Giết hết mấy người bọn họ và cả Trần Sơn Hà cho tôi. Không hổ là thực lực của thế lực của võ đỉnh cấp, vừa ra tay đã nhiều tông sư và đại tông sư đến vậy. Trần Sơn Hà, lần này anh chết chắc rồi. Các người mở to mắt nhìn kỹ cho tôi sẽ dẫm đạp dưới chân sự tồn tại như thần trong lòng các người như thế nào. Bố làm gì vậy? Uyển Vân, con đừng nói gì cả. Sơn Hà, chuyện hôm nay con cho bố một tin chính xác, bố vợ yên tâm đi, tất cả có con đây. Được, bố tin con. Mấy người đưa tiểu thư về. Bố, con không đi. Mau đi đi, con muốn ở lại cùng mọi người đối mặt. Con không phải võ giả, con ở lại đây mọi người còn phải phân tâm chăm sóc con. Yên tâm đi, anh sẽ không để em trở thành quả phụ khi còn trẻ như vậy đâu. Vậy mọi người nhất định phải chú ý an toàn. Còn anh nữa, em ở nhà đợi anh. Mau đi đi. Nào, đưa tiểu thư về. Mau đi đi. Muốn đi à? Đã hỏi ý tôi chưa? Bắt người phụ nữ đó lại cho tôi. Uyển Vân, mau đi đi. Sơn Hà, kẻ địch mạnh mẽ, chút nữa tình hình không ổn thì cháu cũng tranh thủ rời khỏi đây đi, dẫn theo Uyển Vân cao chạy xa bay. Lão gia, cháu ra tay, ông cứ yên tâm. Đội hình này của nhà họ Triệu, dù là tên chó già Khương Vạn Hào cũng chỉ có Triệu Đoàn thôi. Mày ra tay thì có ích gì à? Diệt Trần Sơn Hà cho tôi, đừng để hắn chết thoải mái quá. Tôi muốn giày vò hắn đến chết từng chút một. Mấy con kiến nhỏ bé còn muốn đánh gãy chân tay tao. Nhị thiếu gia, cậu yên tâm, chuyện giày vò người khác tôi giỏi lắm. Lên. Sơn Hà, đây là công phu gì? Một câu nói, hạ gục hết 10 tông sư. Giống với sư tử gầm ấy. Đây chính là thao tác cơ bản của Trần tiên sinh. Lão gia, bình tĩnh đi. Thao tác cơ bản? Hội trưởng Long, cậu nói vậy là sao? Ông tưởng con trai ông nói vài câu là dọa được tôi, rồi tôi sẽ mạo hiểm có thể rơi đầu đối phó với nhà họ Triệu hả? Hội trưởng Long, có phải cậu đã chịu thiệt trong tay Sơn Hà không? Đúng. Tôi đã nói từ sớm rồi, Sơn Hà thần thông quảng đại, tôi đã nói rồi mà. Sơn Hà, rốt cuộc cháu mạnh đến đâu? Dưới tiên nhân, cháu vô địch. Trên tiên nhân, cháu cũng vô địch. Đánh được mấy thằng vô dụng, tưởng mình thiên hạ vô địch thật à? Người đâu? Cho hắn chứng kiến, cao thủ thật thụ là thế nào? 5 người này, đều là cao thủ bán bộ bão đan cảnh, nội lực còn mạnh hơn tôi, đấu tay đôi. Tôi cũng không phải đối thủ, theo như cậu nói, chúng ta chết chắc rồi. Lão gia, đừng lo. Dù Triệu Vô Cực tới đây, cháu cũng có thể đè chết bằng một bàn tay. Huống hồ gì mấy tên bán bộ bão đan cảnh này đánh gãy tay chân Trần Sơn Hà trước, tôi muốn đích thân lăng chỉ chết hắn. Lên cho tôi. Chuyện gì vậy? Sao bọn họ thua hết? Trần tiên sinh đã ra tay à? Sao cậu ấy làm được chuyện này? Ảo ma quá vậy. Không phải mày muốn phế tay chân tao à? Không phải muốn tao sống không bằng chết à? Mày trốn làm gì? Rốt cuộc mày muốn thế nào? Tao muốn giết mày. Sơn Hà, đừng manh động. Nghe nói Triệu Vĩ Bác là cậu con trai Triệu Đông Lai cứng nhất, cháu mà tận tay giết cậu ta thì chúng ta với nhà họ Triệu sẽ không đội trời chung mất. Bố tao là gia chủ nhà họ Triệu, nếu mày dám động vào tao, ông ấy sẽ nghiền mày thành tro bụi. Yên tâm, bố mày
cũng nằm trong danh sách chết của ta rồi. Sơn Hà, cháu mà tận tay giết cậu ta thì chúng ta với nhà họ Triệu sẽ không đội trời chung mất. Trần tiên sinh, Võ Vương điện dưới trướng nhà họ Triệu chỉ riêng tông sư đã có đến mấy chục nghìn người, dù cậu mạnh đến đâu cũng không đấu nổi đâu. Nghe chưa mày, mày dám giết tao, bố tao sẽ diệt cả nhà họ Khương. Yên tâm, chắc chắn tao sẽ diệt cả nhà họ Triệu của mày. Nhớ lấy, người giết mày là nhà họ Trần, Trần, Sơn, Hà. Nhà họ Trần, nhà họ Trần nào? Nhà họ Trần Tây Nam. Mày là dư nghiệp của nhà họ Trần Tây Nam. Nhà họ Triệu giết hết cả nhà họ Trần tao. Tao giết mày, không oan chứ? Không, không, anh đừng giết tôi, chỉ cần anh không giết tôi sẽ trả đại hạ long tước của nhà họ Trần lại cho anh. Đại hạ long tước? Tao sẽ đích thân tìm Triệu Vô Cực lấy. Cho tôi một cơ hội. Tôi muốn làm một người tốt, đừng sợ, mày chỉ đi trước một bước. Rất nhanh thôi, tao sẽ cho Triệu Vô Cực xuống với mày. Nhà họ Triệu phải chết. Toi rồi, Triệu nhị thiếu gia chết ở đây sẽ liên lụy tới cả cái tỉnh Nam. Cậu ta điên rồi, nhà họ Triệu là cổ võ thế gia đứng đầu đại hạ. Nhà họ Triệu tức giận, xương cốt chất chồng, nhà họ Khương tiêu đời rồi. Trần tiên sinh, cậu manh động quá, không thể giết Triệu Vĩ Bác được. Cả nhà họ Triệu đều là kẻ đáng chết. Chuyện gì thế này, sao mình lại ngã? Nhị thiếu gia, tôi dìu cậu dậy. Không còn thở nữa. Toi hẳn rồi. Ép tim. Hô hấp nhân tạo. Tao đã giết hắn rồi. Giết cậu ấy rồi sao? Sao mày dám vậy? Về nói với Triệu Đông Lai, Triệu Vô Cực, cứ nói mối thủ máu của nhà họ Trần 10 năm trước, Trần Sơn Hà tao đã về trả thù rồi đây. Sơn Hà, đợi đã. Đi, duy trì cảnh giác, không cho ai vào. Dạ. Sơn Hà, cháu, lão gia, chúng ta là người một nhà, có gì ông cứ nói thẳng đi ạ. Vừa nãy ông cũng không hiểu, cháu có thù với nhà họ Triệu. 10 năm trước, nhà họ Trần cháu cũng là một trong 4 cổ võ thế gia đình cao. Nhà họ Triệu thèm thùng báu vật của nhà họ Trần cháu bảo tàng Hiên Viên, bọn họ bắt tay với nhiều cao thủ tấn công nhà họ Trần, nhà cháu bị diệt môn. Chỉ còn cháu may mắn sống sót. Sao cơ? Cháu là con cháu nhà họ Trần sao? Huyết hải thâm thù, không đội trời chung. Thì ra là vậy. Bây giờ Triệu Vĩ Bác đã chết, chắc chắn nhà họ Triệu biết con còn sống, họ sẽ điên cuồng trả thù con. Nhà họ Triệu cao thủ nhiều như mây, chúng ta phải lên kế hoạch tỉ mỉ mới được. Không cần phiền vây hạ, đợi bọn họ lần lượt tới đâm đầu vào chỗ chết là được. Mọi người biết cháu rất mạnh, cháu nói cho ông biết cháu mạnh tới cỡ nào không? Đỉnh của võ đạo, phá nát hư không cũng không bằng một cái chỉ tay của tiên nhân. Một cái chỉ tay của tiên nhân? Nói cái gì ấy, nghe không hiểu gì hết, nhưng chắc là rất lợi hại. Trên đời này có tiên thật sao? Gia chủ, các cậu khiêng gì đấy? Xui xẻo. Gia chủ, đây là nhị thiếu gia. Vĩ Bác. Sao Vĩ Bác lại chết? Gia chủ, người giết nhị thiếu gia tên Trần Sơn Hà, nó còn bảo tôi chuyển lời cho ông. Trần Sơn Hà của nhà họ Trần Tây Nam tới trả thù, thì ra là dư nghiệt của nhà họ Trần Tây Nam. Trần Sơn Hà, thật hối hận tại sao năm xưa không truy sát tới cùng tên dư nghiệt Trần Sơn Hà này. Gia chủ nén đau thương, nay nhà họ Khương và Thiên Long Hội đều cấu kết với Trần Sơn Hà, cái chết của nhị thiếu gia rất có thể chỉ là mờ màn. Được lắm. Hôm nay Triệu Đông Lai, xin thề với trời, tôi nhất định sẽ tận tay giết Trần Sơn Hà và tất cả người nhà họ Khương, còn cả Long Thủ Thành của Thiên Long Hội. Tôi phải dùng máu của chúng để tế vong linh con trai tôi trên trời. Nếu trái lời thề thì như cái chai này. Trần Sơn Hà, lần này tao xem mày chết thế nào. Người đâu, lấy danh nghĩa của tôi phát động võ vương lệnh, mệnh lệnh 30.000 cao thủ tông sư võ vương điện tới hết kinh hải, giết dư nghiệt nhà họ Trần, diệt cả nhà họ Khương, đồ sát Thiên Long Hội. Dạ. Trần Sơn Hà, anh không sao? Bố, ông nội, mọi người vẫn ổn chứ? Bọn anh thì có gì được, ổn lắm. Sao mọi người giải quyết được vấn đề vậy? Nhà họ Triệu lại đồng ý tha cho mọi người về sao? Không giải quyết được vấn đề thì giải quyết người tạo ra vấn đề. Anh có ý gì? Anh giết Triệu Vĩ Bác rồi, hắn không cản được nhà mình. Đương nhiên là về được rồi. Chỉ giết một Triệu Vĩ Bác mà thôi, em sợ vậy làm gì? Mà thôi Hà, anh ta là nhị thiếu gia nhà họ Triệu. Toi rồi, em nghe nói Triệu Đông Lai thương Triệu Vĩ Bác nhất, anh ta chết, nhà họ Triệu sẽ đi cùng trả thù cho xem. Xin được
gửi đến mọi người một tin khẩn. Võ Vương Điện trực thuộc nhà họ Triệu bỗng dưng huy động hết tinh anh, 30.000 tông sư tập hợp hết ở Kinh Hải, dường như sắp có chuyện lớn xảy ra. Võ Vương Điện xuất kích, đây là cơn giận lôi đình đấy, 30.000 tông sư, hào phóng thế à, khó nhằn rồi đây. Bây giờ anh mới biết sợ thì có ích gì, không kịp nữa rồi, anh không sợ, chỉ thấy hơi phiền phức thôi. Dù sao thì dù là 30.000 con heo thì 3 ngày 3 đêm cũng không giết hết, bỏ đi. Anh bảo Tiêu Thiên Sách đi xử lý họ là được rồi. Anh lời phải so đo với đám tông sư nhỏ bé như sâu kiến nó, gọi Tiêu Thiên Sách tới hạ. Chiến thần Tiêu là người sáng lập Kỳ Lân Điện. Kỳ Lân Điện là tổ chức số 1 đại hạ, đến Võ Vương Điện cũng không phải đối thủ của Kỳ Lân Điện. Anh dựa vào đâu mà gọi họ tới, làm gì oai phong như em nói. Anh đưa em Ngọc Kỳ Lân. Cầm cái này, tới phân bộ của Kỳ Lân Điện ở Kinh Hải, Tiêu Thiên Sách đương nhiên sẽ đưa người tới chi viện. Anh còn bốc phét, anh chê một Võ Vương Điện chưa đủ rắc rối à? Bố tin đó, vẫn là bố vợ có mắt nhìn, em học theo bố vợ của anh đi. Bố, sao bố cũng quậy theo vậy? Bố tin lời Sơn Hà. Đi, Uyển Vân, bố đi cùng con tới phân bộ Kỳ Lân Điện xin viện binh. Mau đi thay đồ. Bố, có phải Trần Sơn Hà bỏ bùa cho bố rồi không? Nói bừa, Sơn Hà là người tốt, sao lại làm mấy chuyện bị ổi đê tiện được? Vô dĩ con chỉ tò mò sao bố lại tin lời Trần Sơn Hà. Việc cầm một con dấu là có thể ra lệnh cho Kỳ Lân Điện làm việc, nhưng bây giờ, hình như bố tin cả chuyện Trần Sơn Hà có năng lực bỏ bùa. Con không hiểu, Sơn Hà thần thông quảng đại, vượt cả sức tưởng tượng của con. Người tới là ai? Hôm nay Kỳ Lân Điện không mở cửa cho người ngoài, mau đi đi, bọn tôi tìm. Người phụ trách phân bộ Kỳ Lân Điện ở Kinh Hải, Tạ Đề Đốc, phiền cậu thông báo giúp. Ai muốn gặp tôi? Tạ Đề Đốc, tôi là Khương Long Sơn, gia chủ nhà họ Khương Kinh Hải, muốn làm phiền ông giúp một việc. Hôm nay là ngày Diệp Long đại nhân, hộ pháp số 1 dưới trường chiến thần Tiêu thị sát ở phân bộ Kinh Hải. Tôi không rảnh nói nhiều với ông. Bây giờ, các người đi ngay cho tôi. Tạ Đề Đốc, tôi tới để xin giúp đỡ, tôi có tín vật của Kỳ Lân Điện làm chứng. Ngọc Kỳ Lân này, sao ông có được? Đây là con rể tôi, Trần Sơn Hà cho tôi. Được, làm giả tín vật Kỳ Lân Điện thì cũng thôi đi, còn dám đem tới phân bộ Kỳ Lân Điện để lừa đảo. Rõ ràng ông không coi Kỳ Lân Điện của tôi ra gì, người đâu có. Tạ Đề Đốc, đây là con rể của tôi cho tôi, sao lại là giả được? Còn dám lừa lẹo, bắt lại cho tôi dạ. Con biết là không nên tin lời Trần Sơn Hà mà. Đề Đốc, ông nhìn kỹ lại đi. Chắc chắn con rể tôi sẽ không lừa đảo đâu, tôi có thân phận gì? Chẳng lẽ còn không nhận ra tín vật của Kỳ Lân Điện, cái thứ nát này. Người tệ ra vỉa hè là mua được. Còn muốn lừa tôi? Ấy. Cái thứ nát này cũng cứng ghê. Đem búa lớn tới cho tôi không tin không đập được. Tạ Đề Đốc, không được đập, đây là tín vật Kỳ Lân Điện đấy. Bố, đến lúc này rồi, bố kệ đi, không được. Đập nát cái thứ này, rồi đập cái đầu của đám lừa đảo các người. Dừng tay. Dừng tay. Tạ Uy, ông muốn tạo phản hả? Diệp Long đại nhân, tôi đang xử lý một vụ lừa đảo, mong thứ tội. Im lại, cái thứ có mắt như mù, người đem lân phủ tới đâu, mau đưa tôi đi bài kiến hả? Thứ này tôi. Ngọc phủ này là bọn họ đưa. Thả họ ra. Lân phủ này của hai người lấy từ đâu ra? Cái này do người khác đưa cho bọn tôi. Nói cầm món này tới thì có thể điều động quân thiên sách của Kỳ Lân Điện đối đầu với Võ Vương Điện, bảo vệ nhà họ Khương. Các con muốn điều động bao nhiêu người của Kỳ Lân Điện? Điều động được không? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Đương nhiên rồi, nếu anh thấy không tiện thì không cần quá nhiều cũng được. Không có gì không tiện, 100.000 tông sư tinh nhuệ của Kỳ Lân Điện có thể dùng hết. Quyền hạn của món đồ này lớn vậy hả? Còn lớn hơn những gì cô tưởng tượng. Tốt quá rồi, Trần Sơn Hà cuối cùng cũng đáng tin một lần. Cô Khương cứ yên tâm về nhà, có Kỳ Lân Điện sẽ không để Võ Vương Điện động đến nhà họ Khương. Cảm ơn các anh quá, Diệp đại nhân, Kỳ Lân Điện đúng là ân nhân của nhà họ Khương tôi. Vậy chúng tôi về trước báo tin vui cho bố tôi. Mời. Diệp hộ pháp, ngài thật sự vì Kỳ Lân phủ mà đối đầu với Võ Vương Điện à? Ông có biết dù chiến thần thiên sách đích thân tới gặp người cầm lân phủ cũng phải dập đầu quỳ bái không, thế mà ông dám mạo phạm họ, đợi bị xử phạt đi. Chiến thần, thiên sách lân phủ của ngài đã xuất hiện ở phân bộ Kinh Hải, sư phụ của ngài xuất sơn rồi. Bố, sao rồi, gặp được Tạ Đề Đốc chưa? Gặp được Tạ Đề Đốc rồi hả? Nhưng ông ta cho người đuổi bọn cháu đi luôn, ông biết sẽ vậy mà, ông biết mà. Uyển Vân, đã lúc nào rồi con còn có tâm trạng của ông nội hả? Nhớ mà làm ông lo đổ bệnh xem con xử lý thế nào, con có ý gì? Uyển Vân đang lừa bố à? Lẽ nào Ngọc Kỳ Lân của Sơn Hà có thể mời Tạ Đề Đốc giúp? Tạ Đề Đốc không chịu giúp, nhưng hộ vệ đứng đầu Kỳ Lân Điện Diệp Long đại nhân cũng tới Kinh Hải. Anh ấy nhìn thấy Ngọc Kỳ Lân lập tức đồng ý, quyết định phái 100.000 tông sư giúp chúng ta đối đầu với Võ Vương Điện. Tốt quá rồi, Kỳ Lân Điện có Kim Cang Bão Đan đỉnh cao tọa chấn, lại có 100.000 tông sư, hoàn toàn trấn áp được Võ Vương Điện. Diệp hộ pháp có tới không? Anh ấy vẫn chưa tới. Cậu ấy có nói bao giờ tới không? Chúng ta phải ra đón tiếp. Hình như cũng chưa nói cụ thể. Anh ấy bảo bọn cháu an tâm về nhà trước, sao lại vậy được? Võ Vương Điện lúc nào cũng có thể tấn công. Kỳ Lân Điện có lòng giúp, chỉ cần Diệp đại nhân không theo về với chúng ta thì cũng đêm dài lắm mộng. Hay cháu đi tìm Diệp hộ pháp, Ngọc Kỳ Lân của cháu cũng chưa lấy về được, làm sao mà xin? Chúng ta phải chuẩn bị cho việc xấu nhất.
cầu người không bằng cầu chính mình. Chúng ta tự mình cố chống lại. Võ Vương Điện, con đi đâu đấy? Con đi tìm Trần Sơn Hà nói chuyện. Đi đi, các cháu mới cưới. Nhân lúc này, có chút thời gian, nói chuyện với nhau, sau đó, ông đưa cháu ra nước ngoài, cách xa, phân trạch này. Em về rồi à? Trần Sơn Hà, chúng ta cần nói chuyện. Có chuyện gì em nói đi. Vừa rồi em với bố đã tới phân bộ Kỳ Lân Điện, đưa Ngọc Kỳ Lân cho Diệp Long hộ pháp, anh ta cũng đã đồng ý giúp chúng ta, nhưng người của Võ Vương Điện sẽ qua đây báo thù bất kỳ lúc nào, thái độ bên Kỳ Lân Điện cũng không quá tích cực. Có lẽ không thể dựa vào lắm. Yên tâm đi, nếu họ đã nhận Lân phủ thì chắc chắn sẽ kịp thời tới đây trì viện, sự việc không đơn giản như anh nghĩ đâu. Tổ chức lớn như Kỳ Lân Điện, năng lực phản ứng chắc chắn không quá mạnh, vừa rồi ông nội cũng đã nói rồi, phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đưa em ra nước ngoài, tránh xa phần tràn. Vậy nên, em muốn tạm biệt anh, không. Em tới nói với anh, em không đi, em muốn ở lại bên cạnh anh. Các anh cùng nhau đối mặt, không phải em không tin anh có thể đập bằng nhà họ Triệu sao? Nếu đã cho thời gian, sao em không đi? Ai bảo em đã lấy anh? Có câu lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, lẽ nào em còn có thể gặp đại nạn thân ai nấy lo? Nếu em đã không đi, vậy em yên tâm ở nhà. Cho dù Kỳ Lân Điện không trì viện được, anh cũng có thể đập bằng Võ Vương Điện, chỉ có điều hơi rắc rối mà thôi, anh đừng khoác lác nữa. Em đã chấp nhận rồi, hiện giờ em chỉ hy vọng kiếp sau có thể may mắn hơn chút, đừng trở thành vợ chồng với anh nữa. Không sao, đợi anh tìm nhà họ Triệu báo huyết hải thâm thủ xong, anh đưa nhà họ Khương một bước thành đệ nhất hào môn đại hạ. Anh biến em, Khương Uyển Vân, trở thành người phụ nữ tôn quý nhất trên thế giới. Đến lúc đó, có lẽ em sẽ hy vọng đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng với anh mới tốt. Nói thật đấy, nội tâm anh thực sự rất mạnh. Đã tới lúc này rồi, anh vẫn nói đủ được. Nếu không phải vì chúng ta đắc tội nhà họ Triệu, em thực sự tin tưởng anh nhất định có thể lập nên sự nghiệp. Trần Sơn Hà, tôi là gia chủ nhà họ Triệu phía Bắc, Triệu Đông Lai. Tôi ở nghĩa trang ngoại ô phía Đông đợi cậu trong một tiếng. Nếu cậu không tới, tôi sẽ khiến cả Kinh Hải long trời lở đất, máu chảy thành sông, khiến người toàn Kinh Hải đi theo Vĩ Bắc, đứa con vô tội của ta chết thảm trong tay cậu. Không ngờ người của nhà họ Triệu tới nhanh tới vậy, làm sao đây? Đúng rồi, chạy. Anh cầm lấy chỗ tiền này, nhanh rời khỏi đây, rời khỏi Kinh Hải, chạy càng xa càng tốt. Vì sao phải chạy? Ông ta tới, vừa hay anh có thể tìm nhà họ Triệu đòi chút lãi. Anh đòi cái khỉ ấy, không nói tới 30000 tông sư của Võ Vương Điện, đến Triệu Đông Lai cũng đã đích thân tới Kinh Hải. Anh còn không hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Triệu Đông Lai là cao thủ siêu cấp, đã tiến vào cảnh giới Bão Đan. Bão Đan gặp thần, kim cương không hỏng, kim cương không hỏng. Anh còn là tiên nhân không phục này, nếu anh đi, mấy triệu người dân cả Kinh Hải phải làm sao? Chỉ cần có chính phủ, cho dù Triệu Đông Lai có lợi hại hơn nữa, chắc chắn cũng không dám đổ sát. Còn về nhà họ Khương, cùng lắm trốn tới phủ thành chủ, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, cho dù dùng tất cả gia sản cũng không sao. Nhưng anh thì khác, Triệu Vĩ Bác chết trong tay anh, chỉ cần anh ra ngoài, chắc chắn không còn cơ hội sống sót. Không biết vừa rồi em có nói sao, em không thể thân anh ấy lo khi gặp đại nạn, vậy em cảm thấy anh làm được sao? Thôi, không nói nhiều với em nữa. Em yên tâm ngủ một giấc, đợi anh lấy được đầu của Triệu Đông Lai rồi anh về. Triệu Đông Lai, nghe nói ông đang tìm tôi. Uyển Vân, Uyển Vân, Uyển Vân, nhà họ Triệu đã đánh tới cửa rồi, sao con còn ngủ? Con ngủ quên mất sao? Trần Sơn Hà đâu? Đang định hỏi con đây. Hội trưởng Long nghe được tin Triệu Đông Lai chuyển tới nên qua đây tìm Sơn Hà cùng bàn đối sách. Cậu ấy đâu? Chắc chắn là anh ấy đánh ngất con, tự mình đến nghĩa trang ngoại ô phía Đông tìm Triệu Đông Lai. Sao Sơn Hà lại kích động thế? Thế này không phải tự tìm đường chết sao? Đúng là làm càn. Anh ấy không muốn liên lụy chúng ta. Không được, chúng ta phải đi cứu anh ấy. Nhanh, nhanh, dẫn theo cao thủ trong nhà chi viện Sơn Hà. Toàn bộ cao thủ nhà chúng ta đều đang đợi dưới tầng. Chúng ta xuất phát đi, đi. Triệu Đông Lai, nghe nói ông đang tìm tôi. Trần Sơn Hà, là tôi. 10 năm trước, để cậu may mắn sống sót, cậu không trốn đi mà sống tạm qua ngày, lại còn dám xuất hiện giết con trai tôi. Nhà họ Triệu các ông dịch cả nhà tôi giết con trai ông thu chút lãi trước. Mau thôi, tôi sẽ diệt sạch nhà họ Triệu các ông. Đại hạ Long Tước, 10 năm trước, tôi đã dùng thanh đại hạ Long Tước này tự tay cứa cổ người nhà cậu. Sau đó, dương mắt nhìn bọn họ đau khổ dãy dụa trước mặt tôi. Có điều, bọn họ cũng cứng miệng lắm, vùng vẫy mười mấy tiếng cũng không chịu nói ra tung tích bảo tàng hiên viên của nhà cậu. Tôi liền dùng thanh đại hạ Long Tước này chém bọn họ cho chó ăn. Thời tiết quái quỷ này thay đổi khó đoán. Hôm nay tôi phải lấy đại hạ Long Tước chém đầu chó của ông, báo thù rửa hận cho họ. Nhà họ Triệu hưng thịnh, dưới trướng cao thủ như nên, một dư nghiệt còn con như cậu lại dám vọng tưởng báo thù. Nếu không phải tôi muốn khiến các ông cảm nhận được mùi vị tuyệt vọng mới chết, nhà họ Triệu các ông đã biến mất trên đời này từ lâu rồi. Cậu bớt tự tâng bốc trước mặt tôi đi. 10 năm trước, lúc tôi diệt cả nhà cậu,
không hề tìm thấy tung tích bảo tàng Hiên Viên. Chắc chắn đã bị tên dư nghiệt nhà cậu mang đi. Giờ cậu giao nó ra, tôi có thể cân nhắc cho cậu chết nhẹ nhàng. Các ông cùng lên đi, tôi vội. Cứng miệng đấy, người đâu? Chém gãy tay chân cậu ta, tôi muốn dùng đại hạ long tước lăng trì cậu ta, sau đó ép hỏi ra tung tích bảo tàng Hiên Viên. Mỗi đám nhãi nhép này là sức mạnh của ông. Cậu đánh giỏi lắm phải không? Hôm nay 30,000 tông sư võ vương điện đều tới đủ. Nào, nói cho tôi, cậu có thể đánh được mấy người, lấy nhiều hiếp ít phải không? Đệ tử Tiêu Thiên Sách bái kiến sư tôn, bái kiến Trần tiên sinh. Sao Kỳ Lân điện lại tới đây? Đứng lên đi. Vâng, sư tôn. Chiến thần Thiên Sách, ông thế này là có ý gì? Nhà họ Triệu các ông cậy đâu người, vọng tưởng gì nhục sư tôn của Tiêu Thiên Sách này? Sao tôi có thể không tới? Chuyện này sao có thể? Dư nghiệt nhà họ Trần này lại là tổ sư gia của đệ nhất chiến lược đại hạ Kỳ Lân điện, chiến thần trẻ nhất đại hạ Tiêu Thiên Sách, lại là đồ đệ của cậu ta. Thiên Sách làm tốt lắm, chỉ trong 5 năm ngắn ngủi lại có thể khiến Kỳ Lân điện phát triển hưng thịnh. Tất cả đều nhờ sư tôn tận tâm chỉ dạy mới có thể giúp Kỳ Lân điện có nhiều cao thủ như hôm nay. Có điều có hơi lười biếng luyện công, ta dạy con công pháp 5 năm lại chỉ từ người bình thường đạt tới bãi đan cảnh trung kỳ. Ta cho con thêm 1 năm, nếu con còn không đạt tới tiên thiên cảnh, sau này đừng gọi ta là sư phụ nữa, ta sợ mất mặt. Đồ nhỉ hổ thẹn, đã để sư tôn thất vọng, nhưng xin sư tôn yên tâm, hôm nay giết xong Triệu Đông Lai nhất định quay về bế quan khổ tu 1 năm, không trong nửa năm nhất định đột phá tiên thiên cảnh. Các người coi cao thủ bão đan cảnh này là không khí à? Ở chỗ này tâm sự chuyện xưa Triệu Đông Lai, ông đã nghĩ xong sẽ chết thế nào chưa? Tiêu Thiên Sách, hôm nay ông quyết tâm muốn vì dư nghiệt nhà họ Trần này đối địch với nhà họ Triệu sao? Ai dám bất kính với sư tôn, vậy tức là tử địch của 10,000 tông sư Kỳ Lân điện, là tử địch của Tiêu Thiên Sách này. Ông đang dùng 10,000 tông sư để dọa tôi à? Phía sau tôi là nhà họ Triệu ở toàn bộ phía Bắc, bố tôi là người gần chạm tới đỉnh cao võ đạo. Tiêu Thiên Sách, ông và Kỳ Lân điện đè được lửa giận của nhà họ Triệu chúng tôi không? Tốt nhất ông giao con rùa già Triệu Vô Cực đó ra đây để tôi giải quyết cùng luôn, khỏi cần chạy thêm một chuyến. Chỉ dựa vào dư nghiệt nhà họ Trần như cậu và Tiêu Thiên Sách chưa có tư cách gặp bố tôi. Chỉ cần có đại hạ long tước trong tay, một người một kiếm đủ để tôi diệt cả Kỳ Lân điện, diệt cỏ tận gốc các người. Vậy hôm nay tôi chém ông trước, báo thù rửa hận cho sư tôn tôi, xem Triệu Vô Cực có thể làm gì tôi. Tôi biết ông rất có hiếu, nhưng Triệu Vô Cực đã giết bố mẹ tôi tự tay giết ông ta, báo thù rửa hận. Nếu cậu để Tiêu Thiên Sách ra tay, tôi còn tốn chút sức, nhưng cậu không biết trời cao đất dày, chủ động tìm cái chết, vậy tôi cũng bớt được nhiều chuyện. Giết ông chỉ như chém cá trên thớt thôi. Ngông cuồng đấy, để đại tông sư nhà họ Triệu này đánh giá năng lực của cậu. Lên Trần Sơn Hà, chịu chết đi, mày không xứng chết trong tay gia chủ. Nhớ lấy, đừng lấy mạng cậu ta, phế chân tay, tu vi là được, còn phải moi ra được bí mật Hiên Viên từ cậu ta. Không ngờ tên dư nghiệt nhà họ Trần như cậu cũng có chút bản lĩnh, chẳng trách hống hách như vậy. Nhưng hôm nay cậu rất không may gặp phải tôi. Ông muốn hiện nguyên hình. Sư tôn, chắc chắn ông ta đã dùng đan dược nâng cao thực lực. Hiện giờ của ông ta đã lên tới đỉnh cao của bão đan cảnh. Phải cẩn thận. Cẩn thận gì? Dựa vào thuốc tiến được bão đan cảnh đỉnh cao giả, cho dù là thật cũng chỉ là chuyện trong một cái tát. Sư tôn dạy phải, không bằng để đệ tử làm thay, xem Triệu Đông Lai có năng lực bao nhiêu rồi lại để người giết. Con chắc chắn, con là đệ tử bế môn của người, với lại con tu hành trong mấy năm nay cũng có chút thành tựu nhỏ. Vậy được, con đi đi. Tiêu Thiên Sách, sau khi tôi dùng hộ báo đan đã có được thực lực của Trần Tiên Tiên cảnh, giờ đối địch với tôi chỉ có tìm đường chết. Sau khi dùng hổ báo đan, tuy trong nửa tiếng nâng được thực lực, nhưng thực lực của bản thân ông sẽ mãi mãi giảm 2 cảnh giới nhỏ. Đây là niềm vui cuối cùng của ông rồi nhỉ? Xử lý xong Tiêu Thiên Sách là có thể lấy được bí mật về Hiên Viên từ cậu. Hiện giờ trả chút giá này có là gì? Chút thực lực này của ông cũng dám đối địch với Triệu Đông Lai này? Không chịu nổi một đòn. Sư tôn, con không đỡ nổi nữa. Tiếp sức, tiếp sức. Một tiên thiên cảnh giả đã không đỡ nổi, đúng là mất mặt. Ông ta cũng là một nửa tiên thiên cảnh, người có thể đừng nói nhẹ nhàng vậy không? Mất mặt? Tôi khiến ông ta mất mạng trước rồi lấy mạng cậu. Chết đi. Chút trò vật cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Kiếm tới đây. Một 1,200 kiếm này là tôi chém thay bố tôi. 1,200 kiếm này là tôi chém thay mẹ tôi.
mau giết tôi đi. Cậu mau giết tôi đi. 1200 kiếm này là chém thay cho người của Trần Thị. Mười năm rồi, cuối cùng mày đã trở lại trong tay con cháu nhà họ Trần. Chợ Đông Lai đã tới Trần Tiên Sinh cảnh, đến chiến thần Tiên Sách cũng không thể địch lại, lại bị Trần Tiên Sinh giết trong giây lát. Rốt cuộc thực lực của Trần Tiên Sinh mạnh tới mức nào? Chúc mừng sư tôn đoạt lại bảo vật truyền ra và báo được đại hạ Long Tước đã quay về. Nhưng thủ chỉ mới báo một nửa, gia chủ bị người ta hại rồi, quay về cũng phải chết, không bằng liều một lần. Lên cho tôi Kỳ Lân Phủ ở đây. Tất cả mọi người hai tay ôm đầu quỳ xuống. Vậy mà lại là Kỳ Lân Phủ. Lân Phủ hiện thế, cửu tộc khó giữ, nơi nó tới không còn ngọn cỏ. Chiến thần Tiên Sách ai làm đấy chịu? Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng. Bắt hết lại cho tôi. Lên đi, mau đi, nhanh lên, nhanh nhanh. Tiêu Thiên Sách có đệ tử đích thân đưa đầu Triệu Đông Lai tới nhà họ Triệu, nói với họ đây chỉ là bắt đầu, ta sẽ đích thân đi diệt toàn bộ chi chính của nhà họ Triệu ở phương Bắc, bắt bọn họ nợ máu trả bằng máu. Vâng. Bố mẹ và cả những người đã mất của nhà họ Trần, con cháu bất hiếu Trần Sương Hà đã đoạt lại bảo vật truyền gia của nhà họ Trần. Đại hạ Long Tước cũng đã giết bố con Triệu Đông Lai, chi chính nhà họ Trần, nhưng vẫn chưa đủ, con phải khiến Triệu Vô Cực chết không có chỗ chôn. Trần Sơn Hà, Trần Sơn Hà, anh không sao? Tốt quá rồi, anh có thể có chuyện gì? Khóc cái gì, gất ngủ à? Anh còn không biết xấu hổ mà nói, ai cho anh làm em ngủ quên? Một mình anh tới đây đối phó Triệu Đông Lai, anh một lòng muốn em làm quả phụ à? Tuyển Vân đứng trước đại địch, tình cảm nam nữ gì đó phải đè xuống trước. Bố nói linh tinh gì thế? Con với Trần Sơn Hà là bị ép kết hôn, đâu ra tình cảm nam nữ gì? Vậy em còn vừa khóc vừa quậy, không cho anh nói linh tinh. Chẳng qua em cảm thấy tức giận vì vừa rồi anh không nghĩa khí. Sơn Hà, Triệu Đông Lai và ba vạn đại tông sư của Võ Vương Điện đâu? Triệu Đông Lai đã chết rồi. Đừng đùa nữa. Triệu Đông Lai là cao thủ siêu cấp bão đan cảnh hậu kỳ, gõ trống khua chiêng tìm anh báo thủ, sao lại chết được? Đây là Đại Hạ Long Tước, Triệu Đông Lai coi như bảo vật, luôn mang theo bên người, sao lại xuất hiện ở đây? Đại Hạ Long Tước, sao lại xuất hiện ở đây? Đại Hạ Long Tước là bảo vật truyền gia của nhà họ Trần, 10 năm trước bị nhà họ Triệu cướp đi, hiện giờ tôi giết Triệu Đông Lai, vậy nên vật về nguyên chủ. Đến lúc này rồi, anh còn báo quân tình giả, Triệu Đông Lai là cao thủ cấp cao bão đan cảnh hậu kỳ, sao anh có thể giết được? Không phải chỉ giết trong một kiếm rồi sao? Thi thể ở đó, thật sự có thi thể. Tín vật của gia chủ nhà họ Triệu phía Bắc, nhẫn ngọc phỉ thúy, thi thể này thực sự là Triệu Đông Lai. Nói như vậy, Triệu Đông Lai gõ trống khua chiêng tìm anh báo thủ, vừa tới đã tặng đầu cho anh. Cao thủ bão đan cảnh cũng không phải đối thủ của cháu. Sơn Hà, năng lực hiện giờ của cháu đã là bão đan cảnh đỉnh cao. Cao thủ bão đan cảnh đỉnh cao ở tuổi 20, thiên phú tu luyện thế này đúng là như thần. Em lại đã kết hôn nhanh với một cao thủ tuyệt thế hả? Anh đã nói rồi sẽ khiến em trở thành người phụ nữ tôn quý nhất trên đời, anh không đùa với em chứ hả? Diệp Long hộ pháp cũng đã tới, anh ta tới báo có công việc với anh. Đệ nhất hộ pháp của Kỳ Lân Điện tới tìm anh báo cáo công việc, sao anh không nói người ta tới bái kiến anh? Diệp Long bái kiến Trần Tiên Sinh. Chiến thần Thiên Sách đã tới nhà họ Triệu ở Đông Bắc rồi. Ngoài ra toàn bộ tông sư của Võ Vương Điện đã bị bắt, xin hỏi nên xử lý thế nào? Hay là người có liên quan tới án mạng nhà họ Trần 10 năm trước đều giết không được tội, người không tham gia các anh tự xem mà làm đi. Vâng. Bà xã, vẫn là em thông minh, quả nhiên anh ta tới bài kiến anh trước rồi mới báo cáo công việc, em hiểu rồi. Chức trách của Kỳ Lân Điện này là bảo vệ an ninh đại hạ. Nhà họ Triệu và Võ Vương Điện hống hách như vậy, ngang ngược đòi giết Kinh Hải, chắc chắn đã động vào giới hạn của Kỳ Lân Điện. Kỳ Lân Điện chắc chắn sẽ không để yên cho Võ Vương Điện, càng không để yên cho nhà họ Triệu. Vì vậy, do chiến thần Thiên Sách đích thân ra tay, tiêu diệt Triệu Đông Lai và Võ Vương Điện. Ừm, không phải không có lý, mọi người không thể có chút lòng tin với thực lực của tôi sao? Bố tin năng lực và thực lực của Sơn Hà, dù sao có thể trực tiếp hiệu lệnh Kỳ Lân Điện, thậm chí giết một cao thủ bão đan cảnh hậu kỳ, càng khiến người ta không ngờ. Ai, bố nhầm quan hệ nhân quả rồi. Kỳ Lân Điện ra tay là vì nhà họ Triệu quá đáng, có Ngọc Kỳ Lân hay không đều không ảnh hưởng họ ra tay. Lần này nếu không phải có Kỳ Lân Điện ra tay, anh đã mất cái mạng nhỏ rồi. Em nói anh biết, anh phải sửa cái tật thích chém gió của anh đi. Anh xem, sắp lừa được bố em thật rồi. Bố yên tâm, cô nhất định sẽ báo thủ cho bố. Đại thiếu gia tha mạng, đều tại Trần Sơn Hà, đều tại Kỳ Lân Điện và Tiêu Thiên Sách, thực sự không phải tại tôi. Nếu không phải cậu, đến nhà họ Khương nhỏ nhoi cũng không đối phó nổi. Sao em tôi lại chết ở Kinh Hải? Sao bố tôi lại gõ trống khua chiêng tới Kinh Hải báo thủ? Không đi báo thủ thì đã không chết. Nếu không phải vì cậu, ba vạn tông sư Võ Vương Điện sao lại bị diệt toàn quân? Vì cậu, nhà họ chịu tổn thất ít nhất 7 phần thực lực. Cậu nói tôi biết, rốt cuộc cậu có đáng chết không? Đại thiếu gia, tôi đáng chết, nhưng Trần Sơn Hà càng đáng chết hơn. Đại thiếu gia, việc gấp bây giờ là báo thủ cho Triệu gia chủ.
giữ lại tôi còn tác dụng, tôi còn có thể hỏi thăm tin tức giúp anh, còn có thể giúp anh báo thù. Đại thiếu gia, tôi cho cậu một cơ hội sống. Tôi cho phép cậu dùng toàn bộ sức mạnh thương nghiệp của nhà họ Triệu, tấn công toàn diện. Sản nghiệp của Thiên Long hội và nhà họ Khương, tôi muốn cậu trong vòng 48 tiếng khiến bọn họ hoàn toàn phá sản. Tôi muốn khiến bọn họ chết trong tuyệt vọng và đau khổ. Vâng, vâng đại thiếu gia. Tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Kỳ Lân Điện cũng là hung thủ giết gia chủ. Đại thiếu gia, thứ chó thích sát muối và nỗi đau. Kỳ Lân Điện, đương nhiên tôi sẽ đối phó bọn vâng, họ. Vâng, vâng. Kỳ Lân Điện lại dám chống đối nhà họ Triệu, đúng là tội đáng muôn chết. Đại thiếu gia, thực lực của Kỳ Lân Điện vốn hơn nhà họ Triệu chúng ta nửa bậc. Hiện giờ gia chủ nhà họ Triệu cùng 3 vạn tông sư của Võ Vương Điện lại bị diệt, chúng ta càng không phải đối thủ. Để đảm bảo, chúng ta đi mời lão thái gia xuất sơn đi. Vừa rồi tôi đã kiểm tra rồi, trước khi bố tôi chết có dấu vết đã dùng hổ báo đan, ông ấy bị chiến thần Thiên Sách giết khi ở bão đan cảnh đỉnh cao. Hiện giờ ông nội cũng là bão đan cảnh đỉnh cao, cho dù ông xuất quan cũng chưa chắc đánh lại. Hiện giờ ông đã tiến vào tiên thiên cảnh. Ông nội, ông đã đột phá, cháu nâng nổi thế này sau này làm sao quản lý nhà họ Triệu. Ông nội, cháu, bố cháu bị giết, Võ Vương Điện bị diệt toàn quân, không cần nói nữa, ông đã biết mọi chuyện rồi. Xin ông nội ra tay giết chiến thần Thiên Sách, diệt Kinh Hải, báo thù cho bố cháu và Vĩ Bác. Báo thù không vội, 3 ngày tiếp theo ông sẽ toàn lực chuẩn bị cho chuyện tranh đoạt đế sư. Trở thành đế sư là có thể trấn long mạch, giữ quốc vận, nhìn xuống chúng sinh thiên hạ, tiếp tục vinh quang trăm năm của nhà họ Triệu chúng ta. Ông nội, làm sao mới có thể thành đế sư? Đế sư nhiệm kỳ trước là vị lão thiên sư của núi Long Hổ, ngài ấy đã ẩn thế vào 10 năm trước. Vậy nên chính phủ định vào 3 ngày sau tổ chức buổi đại hội Thăng Long, sắc phong đế sư mới. Ông nội, hiện giờ ông đã bước vào tiên thiên cảnh, nhất khí tiên thiên, đánh vỡ hư không, vị trí đế sư chắc chắn thuộc về ông. Đối thủ còn có, dù sao vị trí tôn thiên sư mới của núi Long Hổ cũng là người cạnh tranh mạnh với ông. Theo lời đồn, trí tôn thiên sư mới vừa có thể một kiếm cản sông, còn biết phi thiên độ thổ, đều là lời đồn mà thôi, chưa ai từng thấy. Chắc chắn là núi Long Hổ vì để nâng cao danh thế, cố ý đề cao mà thôi. Thực sự lợi hại vậy, đã được phong làm đế sư từ lâu rồi, cháu phân tích không phải không có lý. Tóm lại, hiện giờ ông là tiên thiên cảnh, cho dù vị trí tôn thiên sư này ở đại hội Thăng Long đứng ra cạnh tranh trực diện với ông cũng có thể nắm chắc cho người đó có tới không có về. Ông nội uy võ, nếu đã như vậy, chúng ta vội không làm lớn báo thủ Kỳ Lân Điện và dư nghiệt nhà họ Trần, tiến hành tấn công họ về thương nghiệp trước. Quyết định vậy đi, 3 ngày sau chờ ông thành đế sư, bất kể là dư nghiệt nhà họ Trần hay chiến thần Thiên Sách gì đó, đều cho bọn họ tan thành khói bụi. Chuyện đánh dư nghiệt nhà họ Khương và Thiên Long hội giao cho cậu xử lý, còn làm hỏng việc tôi cho cậu chết. Đại thiếu gia yên tâm, trong hôm nay nhất định khiến nhà họ Khương và Thiên Long hội phá sản, khiến bọn họ an sinh cả đời. Triệu Đông Lai cũng đã chết rồi, mọi người còn đang băn khoăn gì thế? Không phải anh cảm thấy tình hình hiện giờ rất tốt, muốn mở sân banh đấy chứ, cũng không phải không được. Dù sao Đại Hạ Long Tước anh đã lấy lại, hiện giờ chúng ta lấy được thắng lợi trong giai đoạn. Cái chết của Triệu Đông Lai sẽ không làm giảm quá nhiều thực lực của nhà họ Triệu, chỉ khiến nhà họ Triệu càng thêm điên cuồng báo thù, khổ nạn thật sự có lẽ mới vừa bắt đầu thôi. Cái gì, vì sao lại vậy? Đã điều tra ra là ai làm chưa? Điều tra cho tôi. Có tin tức, lập tức thông báo cho tôi. Đã xảy ra chuyện gì? Cái gì nào có lý này? Kẻ nào ăn gan hùm tin báo, dám nhắm vào sản nghiệp Thiên Long hội? Lập tức điều tra cho tôi. Hội trưởng Long, sản nghiệp của Thiên Long hội cũng bị thế lực không rõ chèn ép. Nhà họ Triệu đã điều động hơn 200 tỷ tiền vốn, toàn lực tấn công sản nghiệp của chúng ta. Thế này là muốn ép chúng ta vào đường cùng, còn tưởng Triệu Đông Lai chết ít nhất có thể khiến nhà họ Triệu nội loạn, không ngờ bọn họ báo thù nhanh tới vậy. Đây chính là năng lực của cổ võ thế gia hàng đầu, trung tâm của nhà họ Triệu trước giờ đều không phải gia chủ Triệu Đông Lai, mà là lão tổ tông Triệu Vô Cực. Ông ta chẳng qua đang bế quan mà thôi, ông ta không sao, nhà họ Triệu vẫn vững như Thái Sơn. Alo, cái gì, anh nói cái gì? Việc này Triệu Vô Cực đã xuất quan rồi, hơn nữa còn đột phá tiên thiên cảnh. Chỉ một tiên thiên cảnh mà thôi, tới mức áp lực lớn vậy sao? Đến em cũng biết, cảnh giới tiên thiên, nhất khí tiên thiên, đánh vỡ hư không, anh lại nói chỉ mà thôi. Gì mà nhất khí tiên thiên, đánh vỡ hư không, trong mắt anh đều là nhã nhép. Không phải anh cảm thấy có Kỳ Lân Điện ở đây, chúng ta không cần sợ gì hết đấy chứ? Triệu Vô Cực bước vào tiên thiên cảnh, đến Kỳ Lân Điện cũng không cản lại. Chỉ e Kỳ Lân Điện cũng không dám cản. Vừa nhận được tin tức, 3 ngày sau chính phủ tổ chức đại hội Thăng Long, đệ nhất cổ võ Triệu Vô Cực chắc chắn sẽ được sắc phong làm đế sư. Nhà họ Triệu lớn mạnh đã đủ khiến chúng ta cảm thấy tuyệt vọng,
Nếu nhà họ Triệu còn có thêm một đế sư thiên hạ rộng lớn, không còn chỗ cho chúng ta nữa. Em yên tâm đi. Ông ta không làm đế sư được Trần Sơn Hà. Em nói anh biết, anh đừng tự ý làm chủ tham gia vào nữa, càng đừng phát biểu ý kiến. Xem như em sợ cái miệng nói không nghĩ của anh. Tất cả giao cho em xử lý, nghe thấy chưa, anh? Alo, Sư Tôn, tiện ra ngoài gặp con không? Con có chuyện quan trọng, muốn báo cáo với người. Được, giờ ta qua đó ngay. Mọi người, tiếp tục tự mình dọa mình đi. Cháu còn có việc, đi trước đây. Sư Tôn, con đã mang đầu Triệu Đông Lai và lời của người tới nhà họ Triệu rồi. Ông già Triệu vô cực này, có phải cảm thấy đột phá được tiên thiên cảnh là vô địch thiên hạ rồi không? Con không gặp con rùa già đó. Con chuyển tin xong, thì bị quốc chủ gọi đi. Chỉ có chút chuyện nhỏ này, báo cáo trong điện thoại với ta là được rồi, không cần bảo ta chạy đi một chuyến. Sư Tôn, còn một chuyện. Quốc chủ biết, người kế nhiệm thiên sư, định 3 ngày sau, tổ chức đại hội Thăng Long, sắp phong người làm đế sư tân nhiệm, đế sư. Ta tưởng ta có thể tránh được, trở thành đế sư, có thể trấn thủ Long Mạch, kiểm soát quốc phận, trở thành người trên vạn người thực sự, Triệu Vô Cực nằm mơ cũng muốn. Sư Tôn, người, tâm nhìn của ta có thể so với Triệu Vô Cực sao? Với ta mà nói, đế sư này, chỉ là hư danh, con không biết, lúc sư tổ con làm đế sư, đã lặng lẽ hy sinh bao nhiêu, thôi vậy, ta đã đồng ý với sư tổ con, phải gánh vác trách nhiệm giúp đỡ thiên hạ. Con quay về nói với quốc chủ, đế sư này, ta làm. Sư Tôn, đây là thiệp mời đại hội Thăng Long. Người có thể mời, nhà họ Khương và Thiên Long Hội có quan hệ tốt với người cùng tới, chứng kiến thời khắc vinh quang của người. Chuyện này, con cử người đi làm đi. Ta muốn ở đây uống trà, yên tĩnh một lúc. Vâng. Sư Tôn, còn một việc. Tiểu sư muội cũng đã về nước. Sao nghịch đồ đó quay về rồi? Có phải tên khốn nhà con gọi nó tới không? Con không nói gì cả, con chẳng biết gì cả. Đại sư huynh, là em vứt anh ra ngoài hay là anh tự ra ngoài? Tiểu sư muội không cần khách sáo, anh tự ra ngoài. Sư Tôn, người bảo trọng. Đệ tử cáo lui trước. Con. Tiêu Thiên Sách, con có thể có chút tiền đồ không? Một tông sư nhỏ, con xem, con sợ cái gì? Nhiệm An, con về nước sao không nói với vi sư một tiếng? Để vi sư đi đón con. Sư Tôn có tin được lời mà mình nói không? Nếu con mà nói với người con sắp về nước, e là người sẽ vội vàng chạy về núi Long Hổ để trốn đấy. Hoang đường, vi sư có thực lực như thế nào chứ? Võ giả tiên thiên cảnh đánh tay là xử được con. Sao có thể sợ con mà phải trốn được? Nam nữ thọ thọ bất thân. Con hỗn rồi đấy, Sư Tôn, người con nói người không sợ à? Mặt đỏ ửng lên rồi kìa, e là nhịp tim đang tăng tốc nhỉ? Trước giờ vi sư một lòng hướng đạo, trong mắt không có gì, không biết sợ gì, nhịp tim tăng nhanh là vì thời tiết nóng bức nên mới thế. Vậy tại sao người không dám nhìn con? Người nhìn con đi, con không tin mắt người lại không có gì. Nếu cứ muốn ngồi thì ta nhường cho con. Sư Tôn, trước kia người lấy cớ một lòng hướng đạo, không màng tình cảm nam nữ để chặn họng con. Đừng. Nhưng bây giờ người đã đến nơi hồng trần rồi, thậm chí còn đã cưới vợ. Tại sao lại không thể chấp nhận con chứ? Chẳng lẽ con kém cỏi đến thế không thể lọt vào mắt người sao? Con trông rất xinh đẹp, nhưng mà có xinh hay không thì cũng chẳng sao hết, hai ta chỉ là thầy trò, không có mệnh làm vợ chồng, nhưng rõ ràng là con gặp được người trước, thích người trước. Chuyện này chưa bao giờ liên quan đến thứ tự cả, con phải bình tâm lại, chấp nhận hiện thực. Sư Tôn, con phải xem duyên vợ chồng của người và Khương Uyển Vân kia có vững chắc đến thế không. Tính ra rồi, cần bao nhiêu tiền mới có thể khiến sản nghiệp Khương thị và Thiên Long hội vực dậy, chống lại được nhà họ Triệu? Nhà họ Triệu đã dùng 200 tỷ tiền mặt, đồng thời mối quan hệ quyền thế tài phú của bọn họ tỉnh nhẹ thành 90 tỷ. Vậy nên ít nhất chúng ta cần có 300 tỷ tiền mặt mới có thể chống lại nhà họ Triệu. Nếu là 3.000 tệ thì còn dễ, nhưng là 300 tỷ đấy, bán cả tôi đi cũng không đủ. Phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, bây giờ hãy cầu nguyện 3 ngày sau Triệu Vô Cực không thể làm đế sư, nếu không chúng ta sẽ không có cả cơ hội để làm lại từ đầu. Cái gì, thật sao? Để Uyển Vân đi nói chuyện ư? Được, tôi biết rồi. Sao thế bố? Ai gọi thế ạ? Công ty gọi đến, nói là CEO của tập đoàn Sơn Hà liên lạc với công ty chúng ta, họ sẽ đầu tư cho chúng ta để chống lại nhà họ Triệu. Tập đoàn Sơn Hà là tập đoàn Sơn Hà của nữ tỷ phú Hà Niệm An kia sao? Hà Niệm An bảo trợ lý của cô ấy chủ động liên lạc với chúng ta. Hơn nữa, sếp Hà cũng đang ở Kinh Hải, yêu cầu một mình con qua đó để bàn bạc chi tiết. Đã xác nhận thân phận chưa ạ? Có phải lừa đảo không? Trợ lý của Hà Niệm An chủ động ngỏ ý muốn hợp tác. Có dấu gì đó đều đủ cả, không thể là lừa đảo được. Vậy nếu đã thế thì con sẽ qua đó xem sao. Dù sao cô ấy cũng là phụ nữ, con cũng không lo có nguy hiểm gì. Bố gửi địa chỉ cho con đi, con cũng muốn đi gặp vị nữ vương truyền kỳ trong giới thương nghiệp này. Sếp Hà, chào cô, tôi là Khương Uyển Vân của Khương thị. Tôi từng điều tra hồ sơ của cô rồi, ngồi đi, vừa uống trà vừa nói chuyện. Cô Khương quả là khuynh nước khuynh thành, chẳng trách ai đó lại động lòng phàm. Vị nữ vương thương nghiệp này không phải là có sở thích đặc biệt gì chứ? Sếp Hà, nghe nói cô muốn bàn bạc với tôi về chuyện đầu tư cho tập đoàn Khương thị. Đúng thế, giờ đây tập đoàn Khương thị và cả Thiên Long hội kia, e là khắp thế giới chỉ có Hà Niệm An tôi có gan và tài sản đầu tư cho mấy người thôi. Cô có thể cho tôi biết sao cô lại muốn giúp chúng tôi không? Không phải giúp mấy người,
mà là muốn bàn một vụ làm ăn với cô. Ở đây tôi có một hợp đồng đáng giá 500 tỷ, không những có thể giúp cô chống lại nhà họ Triệu, thậm chí còn có thể giúp cô tấn công ngược nhà họ Triệu trên thương trường. Cô muốn tôi đồng ý với điều kiện gì của cô? Đừng căng thẳng, điều kiện của tôi không hề quá đáng, thậm chí có thể nói là hai bên cùng thắng. Tôi biết, hôn nhân của cô và Trần Sơn Hà là được sắp xếp, chứ không hề có cơ sở tình cảm gì cả, nên nếu như bảo hai người ly hôn, chắc cô sẽ cảm thấy được giải thoát nhỉ. Cô muốn bỏ ra 500 tỷ để cướp chồng tôi ư? Nếu cô mà hiểu theo ý đó, thì cũng được. Cô có thể nói với tôi, Trần Sơn Hà đã thu hút cô ở điểm nào, mà cô lại không tiếc đầu tư 500 tỷ cũng muốn có được anh ấy không? Không phải chỉ vì anh ấy trông đẹp trai thôi chứ. Đây không phải chuyện mà cô cần suy nghĩ, chỉ cần bây giờ cô gật đầu, thì hợp đồng 500 tỷ này sẽ thuộc về cô. Mà cô cũng chỉ mất đi một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực thôi. Tôi sẽ không gật đầu đâu. Cô nghiêm túc sao? Cô phải biết giờ dĩ nhà họ Khương bị nhà họ Triệu chèn ép, Trần Sơn Hà đã đóng góp một phần không nhỏ. Hai nhà Khương Triệu ầm ĩ đến mức này, đúng là có một phần nguyên nhân từ Trần Sơn Hà, nhưng suy cho cùng cũng là nhà họ Triệu hiếp người quá đáng. Nếu tôi mang huyết hải thâm thù giống như anh ấy, tôi cũng sẽ phản công nhà họ Triệu như thế thôi. Hơn nữa, có Trần Sơn Hà hay không thì nhà họ Triệu cũng sẽ chiếm nước nhà họ Khương. Đây chính là hiện thực. Cô nghĩ kỹ lại đi. Đây là cuộc giao dịch trị giá 500 tỷ đấy. Đừng nói là 500 tỷ, dù là 5.000 tỷ, tôi cũng không bán đứng hôn nhân của mình. Tuy Trần Sơn Hà có hơi không biết trời cao đất dày, nhưng mà tóm lại tôi sẽ không ly hôn đâu. Sếp Hà, cảm ơn trà của cô, tạm biệt. Thế cô không cần lo, tôi cầm 500 tỷ đi gặp Trần Sơn Hà bảo anh ta ly hôn với cô sao? Đến lúc đó cô sẽ không có được gì đâu. Nếu cô có thể dùng tiền để mua chuộc anh ấy thì bây giờ đã không cần đến tìm tôi. Đợi đã. Được thôi, cô thắng rồi, cô cầm hợp đồng đầu tư này đi đi. Nhưng tôi không đồng ý với điều kiện của cô mà. Tôi không cần điều kiện, sao cô lại phải giúp tôi? Cô và Trần Sơn Hà rốt cuộc có quan hệ gì? 3 ngày sau cô sẽ biết đáp án thôi. 3 ngày sau nhà họ Khương còn tồn tại hay không cũng không biết nữa, cô bi quan quá rồi. 3 ngày sau cô sẽ phát hiện ra sự kiên trì của cô hôm nay sẽ mang đến điều tuyệt vời thế nào cho cô. Đó là sự vinh dự mà cô không thể tưởng tượng được. Người phụ nữ may mắn khiến người ta không thể ghen tị. Cô đi đi. Ông nội, bố, con đã lấy được 500 tỷ đầu tư tập đoàn Sơn Hà rồi. Lần này không chỉ Khương thị mà Thiên Long hội cũng được cứu, thậm chí còn có thể tấn công lại Triệu thị. Một tin tốt như thế này, sao mọi người lại bình tĩnh thế? Thiệp mời của Đại hội Thăng Long đã gửi đến chưa? Nhà họ Triệu sai người đem đến. Đây rõ ràng là bùa đòi mạng mà. Không đến mức đó, là cháu bảo Tiêu Thiên Sách mang đến đó. Lão tổ nhà họ Triệu là các thủ tiên thiên cảnh đấy, chiến thần Thiên Sách trốn còn không kịp chứ sao mà còn dám tiến lên chứ? Cái tật chém gió của anh nên sửa đi rồi đấy. Được rồi, nên làm gì thì làm việc đó đi. Đại hội Thăng Long 3 ngày sau chắc chắn anh sẽ đi, mọi chuyện sẽ có một dấu chấm hết. Em hỏi anh một chuyện nhé. Ừ. Hà Niệm An rốt cuộc là gì với anh? Đồ đệ của anh từng nói với em rồi mà, em quên rồi hả? Đồ đệ ư? Đồ đệ mà bảo anh ly hôn với em, thành toàn cho anh với cô ta sao? Hơn nữa em mới để ý rằng tập đoàn Sơn Hà này lại lấy tên anh để đặt. Trước kia em chỉ tưởng là trùng hợp. Anh nói thật cho em biết hai người có quan hệ gì, còn có chuyện này nữa à? Sao thế, em ghen à? Em? Anh đừng nói vớ vẩn. Em không có ghen đâu, em chỉ hỏi vu vơ thế thôi. Em chẳng hề để tâm chút nào hết. Thật sự không để tâm mà. À, sao ông nội không đến? Ông ấy và hội trưởng Long đang canh chừng ở sân bay. Hôm qua bọn em đã chuẩn bị một chiếc máy bay tư nhân, chỉ cần lát nữa xác nhận Triệu Vô Cực trở thành đế sư thì chúng ta tranh thủ lúc bọn họ chúc mừng rồi chuồn ra sân bay đi trốn cùng nhau. Bảo sao hai người họ lại bí ẩn như thế, nếu hai người họ mà không đến e là sẽ bỏ lỡ cơ hội chứng kiến lịch sử đó. Tên đạo sĩ thời kia, đây là Đại hội Thăng Long. Mày có tư cách gì mà đến? Tao không đến thì Đại hội Thăng Long này không thể tiến hành tiếp đâu. Tên lừa đảo nhà anh ngày càng mặt dày nhỉ. Đại hội Thăng Long sắp phong đế sư mà anh không đến lại không thể tiến hành ư? Chẳng lẽ anh chính là đế sư à? Thời gian 7 ngày đã đến, hôm nay chính là ngày chết của mấy người, tôi không cần phải phí lời nữa, cút ra. Đại thiếu gia, anh ta chính là tên dư nghiệt nhà họ Trần mà anh muốn tìm. Người đứng bên cạnh anh ta là Khương Uyển Vân và Khương Long Sơn. Hóa ra là dư nghiệt nhà họ Trần và người nhà họ Khương à? Mấy người giết bố và em trai tôi còn dám chạy đến đây, đúng là gan to hơn trời. Thiệp mời của Đại hội Thăng Long này không phải nhà họ Triệu gửi cho chúng tôi sao? Mấy người mà cũng dựng lấy được thiệp mời nhà họ Triệu ư? Anh đã nói rồi, là Tiêu Thiên Sách đã đem thiệp mời tới, giờ em tin rồi chứ? Còn dám thể hiện tình cảm trước mặt tôi à? Bắt bọn họ lại cho tôi. Triệu Vĩ Nghị, ai cho anh cái quyền đuổi sư phụ tôi ở Đại hội Thăng Long? Sao sếp Hà lại đến đây? Sư phụ mà cô ta nói, chẳng lẽ anh thật sự là sư phụ của tỷ phú Hà sao? Ừ, con bé cứu mà dám theo anh luyện tập 1 năm. Nữ tỷ phú Hà Niệm An sở hữu cả 1.000 tỷ, lại là đồ đệ của Trần Niệm An sao? Ừ, mấy người còn tin lời của Trần Sơn Hà à? Hà, mày có ý gì? Người càng giàu có thì càng tin thần Phật. Tỷ phú Hà chắc chắn là đã từng đi đến đại cảnh quan như núi Long Hồ, lại trùng hợp bắt gặp tên tiểu đạo sĩ Trần Sơn Hà này, rồi gọi một tiếng sư phụ, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Thế mà mấy người lại tin thật à? Nếu là sư phụ theo nghĩa đó, thì sao lại hiểu rõ về tên dương nghiệt nhà họ Trần như thế? E là thấy anh ta đẹp trai, chắc chắn tỷ phú Hà cũng thích kiểu ẻo là này. Em lại còn tin lời bọn họ nói à? Sếp Hà,
Triệu Vĩ Nghị tôi bắt kẻ địch nhà họ Triệu ở khách sạn của nhà tôi. Vẫn chưa đến lượt cô chỉ tay múa chân đâu. Xin lỗi nhé, bây giờ nơi này là địa bàn của tôi rồi, cô có ý gì? Một phút trước, tôi đã thu mua khách sạn này rồi. Bây giờ nơi này do tôi quyết. Hà Niệm An, cô hết giúp nhà họ Khương và Thiên Long hội chèn ép nhà họ Triệu, giờ lại muốn cưỡng chế thu mua khách sạn mà nhà họ Triệu tổ chức đại hội Thăng Long. Cô chắc chắn muốn vì tên ảo là Trần Sơn Hà này mà đấu đến cùng với nhà họ Triệu à? Trần Sơn Hà là ân sư của tôi. Không có người thì không có Hà Niệm An của ngày hôm nay. Tài sản nghìn tỷ của tập đoàn Sơn Hà cũng chỉ là tôi quản lý thay cho ân sư mà thôi. Tôi và nhà họ Triệu vốn đã không đội trời chung rồi. Cái gì? Sao có thể như thế? Sư tôn, sư nương, khách sạn trị giá hàng chục tỷ này là quà tân hôn con tặng cho hai người. Xin hai người hãy nhận lấy. Đứa nghịch đồ này nghĩ thông suốt rồi à? Cũng dễ dạy đấy. Anh lại là ân sư của sếp Hà ư? Tập đoàn Sơn Hà cũng là sản nghiệp của anh sao? Anh dạy được gì cho cô ấy chứ? Thiên văn địa lý, âm dương bát quái, về cơ bản đều dạy một ít. Sư nương, ngươi phải cẩn thận đó. Chỉ cần chậu hoa này hở ra chút nào là con sẽ được chậu cướp hoa lúc đó. Tôi sẽ không cho cô cơ hội đâu. Đò đệ, dùng toàn bộ tài sản chèn ép toàn bộ tài sản nhà họ Triệu. Sư tôn yên tâm đi, trong vòng một tiếng, toàn bộ sản nghiệp nhà họ Triệu đều sẽ mang họ Trần. Ngông cuồng. Cô thật sự tưởng rằng có tiền là làm gì cũng được à? Tuy có tiền không phải làm gì cũng được, nhưng sẽ có thể cướp hết toàn bộ mọi thứ nhà họ Triệu. Triệu vô cực còn ở đây đấy, anh đừng ngông như thế. Vậy sao? Thế cậu hãy cho bổn tọa xem. Cậu sẽ cướp hết mọi thứ nhà họ Triệu như thế nào? Ông Triệu đã tới. Trần Sơn Hà, mày chết chắc rồi. Ông Triệu là võ giả tiên thiên cảnh. Xem anh đánh thế nào, ngu ngốc. Triệu vô cực đến rồi. Anh đừng bốc đồng. Được thôi, vậy không thể để ông ta chết nhẹ nhàng quá được. Phải cho ông ta cảm nhận thế nào là tuyệt vọng. Cậu là cá lọt lưới từ 10 năm trước của nhà họ Trần đúng không? Đưa bảo tàng Hiên Viên đây. Bổn tọa sẽ cho cậu được chết nhẹ nhàng hơn. Ông nóng lòng. Muốn nộp mạng cho tôi thế à, Triệu vô cực? Đại hội Thăng Long vẫn chưa tới lượt ông Diễu Võ Dương Oai đâu. Tiêu Thiên Sách, ông giết con trai tôi mà vẫn dám xuất hiện trước mặt tôi à? Ông nghĩ tôi là cục đất sét chắc? Để tôi dùng tranh của đế sư hoàn thành nghi thức sắc phong đế sư. Thôi vậy, sau khi bổn tọa trở thành đế sư thực sự sẽ tính sổ với ông. Ông mà cũng đòi làm đế sư hả? Trên đời này chỉ có sư tôn mới xứng được làm đế sư. Sư tôn của ông thuộc môn phái nào? Người ấy là ai? Đệ tử Tiêu Thiên Sách bái kiến sư tôn. Đứng lên đi, cảm ơn sư tôn. Chiến thần Thiên Sách cũng là đồ đệ của anh. Nghĩa là trước đây anh không lừa em, anh chưa bao giờ lừa em hết. Sao anh ta có thể là sư tôn của chiến thần Thiên Sách được? Anh ta không phải đạo sĩ quét sơn của núi Long Hồ ư? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Thầy bói chỉ biết nói dối. Đồ đệ của nó lợi hại không có nghĩa là nó lợi hại. Vậy Triệu Đông Lai cũng là do con giết đúng không? Thù diệt tộc sao có thể nhờ người khác báo? Triệu gia chủ cũng là anh ta giết ư? Thực lực của anh mạnh nhường nào? Lẽ nào anh là cao thủ của võ cảnh giới nào? Anh không phải cao thủ của võ, anh là chân tiên tuyệt thế. Hoang đường, cho dù cậu có được chút thực lực thì cậu cũng không thể nào là chân tiên. Hơn nữa vị trí đế sư cậu cũng đừng mong có được. Vị trí đế sư ngoài sư tôn nhà chúng tôi còn ai xứng nữa? Bổn tọa đã thành công đột phá tiên thiên cảnh, đã có khả năng chuyển hóa linh khí đất trời thành sức mạnh để sử dụng, vượt qua thử thách chẳng phải sẽ cờ đến tay là phất sao? Vậy cứ để ông ta thử đi. Người ứng tuyển vị trí đế sư phải phóng chân khí của mình ra ngoài vái lại 3 lần trước tranh. Nếu được chấp nhận, tranh sẽ phát ra linh quang, lấy độ phủ sáng của linh quang làm chuẩn để đưa ra lựa chọn cuối cùng. Bổn tọa hoàn toàn xứng đáng với vị trí đế sư. Bổn tọa làm trước. Tranh đế sư đời đầu đã phóng linh quang phủ xa 3 mét. Ông nội được đế sư đời đầu công nhận rõ ông nội là đế sư rồi. Lẽ nào cuối cùng chúng ta vẫn không thoát được kiếp nạn bị nhà họ Triệu tiêu diệt ư? Đúng là ngây thơ. Các người nghĩ Trần Sơn Hà có thể chống lại được nhà họ Triệu sao? Vậy thì đi chết cùng tên khốn Trần Sơn Hà đi. Anh đừng quên, anh cũng họ Khương. Nhà họ Khương chỉ có thể là nhà họ Khương của anh Đình. Hai người này không sống qua ngày hôm nay đâu. Không cần phải bực bội vì họ. Lấy được ấn đế sư, bổn tọa sẽ hoàn thành nghi thức sắc phong. Khoan đã, ông không xứng làm đế sư, càng không xứng chạm vào ấn đế sư. Đế sư đời đầu đã công nhận bổn tọa, cậu có nói nữa cũng vô ích. Sau khi tôi trở thành đế sư chân chính sẽ tính sổ với cậu sau. Chúng ta mau chạy đi, một khi Triệu vô cực trở thành đế sư, ông ta sẽ ở trên vạn người, chúng ta cũng không còn chỗ đứng nữa đâu. Ông ta không làm được đâu. Sao lại thế này? Ấn đế sư tại sao lại chống cự bổn tọa?
chẳng phải ông ta đã được tranh đế sư đời đầu công nhận rồi ư? Sao lại bị ấn đế sư hất văng? Đế sư đời đầu có mắt không tròng nên mới công nhận ông ta. Đế sư đời đầu vừa mới hiển linh, sao anh lại dám nói lời mạo phạm như em vậy? Chờ đi, anh sẽ tiếp nhận vị trí đế sư, giúp em lấy về danh hiệu phu nhân đế sư. Tàn dư nhà họ Trần, cậu định làm gì? Lấy ấn đế sư làm đế sư? Nực cười, ấn đế sư đến bổn tọa cũng kháng cự, cậu đừng hòng lấy được. Lại đây. Ấn đế sư, thực sự nghe lời anh ấy, đến ông Triệu Vô Cực cũng không được ấn đế sư công nhận, sao nó lại chủ động bay vào tay Trần Sơn Hà, cậu làm bằng cách nào? Bởi vì tôi xứng đáng được làm đế sư. Ấn đế sư do Tiêu Thiên Sách mang đến, chắc chắn ông ta đã giở trò, cậu không được tranh đế sư đời đầu công nhận, không có tư cách làm đế sư. Thủ đoạn gì có thể khiến võ giả Tiên Thiên bị hất văng vậy? Tóm lại, không được tranh đế sư đời đầu công nhận là không đúng quy định, tôi làm đế sư, không ai dám không công nhận, nó cũng không dám không công nhận. Hỗ Dược, cậu nói vậy rõ ràng là không coi đế sư đời đầu ra gì, ông có mắt không tròng, bị Triệu Vô Cực xúi giục. Ông không dám không thừa nhận tôi làm đế sư, ông có thấy không phục không? Anh không với nhà họ Triệu thì cũng thôi, sao anh lại dám hung dữ với đế sư đời đầu vậy? Lỡ như đế sư đời đầu kia linh trách tội, anh có gánh nổi không? Tiêu Thiên Sách, ông là chủ trì buổi lễ nghi thức sắc phong đế sư, bây giờ có người đại nghịch bất đạo, bất kính với đế sư đời đầu, còn không mau bắt cậu ta lại, thân phận của sư tôn nhà tôi, gian dạy của mắng đế sư đời đầu là vinh hạnh của ông ấy. Cậu ta có thân phận gì? Cậu ta có tư cách gì? Gian dạy của mắng đế sư đời đầu, ông hỏi tôi có tư cách gì? Tôi là chân tiên hiện đời, chỉ tôn thiên sư đời mới của núi Long Hổ, bảo vệ Giang Sơn đại hạ hàng nghìn năm. Với cảnh giới và thực lực hiện giờ của tôi, dù thiên sư các đời trước cùng hợp lực cũng không động được vào một sợi tóc của tôi, đây chính là tư cách của tôi. Anh là người quét sân trên núi Long Hổ mà, sao lại thành chí tôn thiên sư, còn là chân tiên hiện đời nữa? Bố đã nói với con từ lâu, Sơn Hà là thần tiên rồi, bây giờ con tin rồi chứ? Tiếc là ông cụ không ở đây, không thể tận mắt chứng kiến cảnh này. Không thể nào, nói dối, nó lại giả thần giả quỷ lừa gạt đấy, không thể nào, trên đời làm gì có thần tiên. Huống hồ tôi đã cho người theo dõi núi Long Hổ, chí tôn thiên sư đời mới chưa hề xuống núi. Đế sư đời đầu đã hiển linh, ngài ấy bị lời nói dối của cậu chọc giận rồi, hôm nay cậu đi đời rồi, ông dám không phục? Tiên sư tại thượng, tại hạ không dám không phục. Giang Sơn này có tiên sư bảo vệ, ắt không có gì đáng lo, ta yên tâm được rồi. Sao lại thế này? Đế sư đời đầu hiển linh xác nhận, không ngờ chồng em lại là chân tiên hiện đời. Tôi làm đế sư thay trời trừng phạt, nhà họ Triệu tàn bạo vô đạo đức, trời đất không tha, ngoài Triệu Vô Cực tất cả chi chính đều phải chết. Cậu dám giết hết cả nhà họ Triệu, cho dù cậu là tiên, hôm nay tôi cũng phải giết tiên. Ông chưa chết, vì ông là kẻ đầu sỏ. Giết 72 mạng người toàn tộc nhà họ Trần tôi, ông sẽ phải chết không có chỗ chôn. Nộp mạng đi. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, thiên uy sáng chói, như kiếm dẫn đường. Bố, mẹ, cùng tất cả mọi người trong tộc, con đã diệt sạch nhà họ Triệu, Triệu Vô Cực cũng đã hồn bay phách tán, mọi người ở trên trời có thể yên nghỉ được rồi. Mình đã bỏ lỡ cơ hội làm phu nhân thần tiên rồi. Mình là người phụ nữ ngu xuẩn nhất trần đời. Nó là thần tiên, có lẽ lời nó nói sẽ không sai. Vậy mình thật sự không sống được bao lâu nữa ư? Cái gì? Nhà tôi bị sập, người nhà đều bị đè chết hết á? Sao lại thế này? Đế sư, thiên sư, thiên thần, chân thần, tôi không muốn chết, ngài tha cho tôi đi. Trời gây họa còn tránh được, tự gây tội chẳng thể trốn. Đúng là nói được làm được. Lần này thật sự không liên quan đến anh, là trời phạt. Cho em này, anh đã đồng ý để em trở thành người phụ nữ tôn quý nhất trên đời. Bây giờ anh đã làm được rồi.